chương 1171, kiếm tiền cưới vợ. Sau khi rời khỏi trang gia, Ninh Tịch liền phi như bay tới Bạch Kim Đế Cung tân ái với hai cái bánh bao, hôm sau lại dành cả ngày để cả nhà đi chơi công viên biển. Xả hơi một chút rồi lại đâm đầu vào con đường kiếm tiền cưới vợ. Khoảng thời gian này tốc độ phát triển của Tắc Linh có thể nói là như ngồi tên lửa. Đầu tiên là, định mức thị trường có xu thế áp đảo history. Thứ hai là, History cũng vấp phải sự nghi ngờ của truyền thông với đại chúng. Từ sau mấy thiết kế xinh đẹp bắt mắt giúp History thành danh lúc ban đầu thì hiện tại bọn họ đã bắt đầu xuống dốc. Những bộ sưu tập mới ra mắt cũng hoàn toàn không đạt được chất lượng như lúc ban đầu. Thậm chí còn có chút cảm giác bắt chước lại chính tác phẩm cũ của mình nên dẫn đến người tiêu dùng rất bất mãn. Mà, đối thủ lớn nhất của họ, Tắc Linh thì lại phát triển không ngừng. Dường như chỉ cần cách một đoạn thời gian sẽ lại có sản phẩm mới được đưa ra, từ chất lượng thiết kế mà nói thì đúng là vô cùng tuyệt vời. Đây cũng là lý do Tắc Linh kiếm được không ít khách hàng trung thành. Dưới khu bình luận Weibo của History dường như ngày nào cũng có một ít quần chúng comment chất vấn, điều này khiến một số fan trung thành bất mãn, thậm chí còn chửi rủa lại. Tắc Linh thì là cái chó gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là ăn theo của History mà thôi. đây lầu trên nếu không phải history đi đầu khai phá thị trường thì giờ này ai biết tới tắc linh chứ ngành nào cũng thế thôi đều cũng có một giai đoạn cạn kiệt ý tưởng nhà thiết kế cũng vậy để cho người ta được yên đi mấy má hừ đều là mấy đứa thủy quân do tắc linh mướn tới chứ gì nói history ăn cắp ý tưởng của tắc linh hử cười chết con người ta luôn đó mấy người ngu như vậy ba mẹ mấy người có biết không đó ha 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 Lúc history thành danh thì còn chẳng biết tắc linh đang trôi nổi ở nơi nào đâu. Ăn cắp. Đúng là có ăn cắp nhưng là tắc linh ăn cắp của history nha mấy má. History người ta đã không muốn chấp nhặt rồi thì thôi, giờ còn muốn vừa ăn cắp vừa la làng, đúng là chỉ có những loại rác rưởi mới thích dùng đồ của nhãn hiện rác rưởi. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn cứ là nhìn vào sự thực mà nói đi, mấy tác phẩm hồi đầu của history khi mới ra mắt thực sự là rất kinh diễm giúp history thành danh và chiếm lĩnh được thị trường còn mấy tác phẩm ra mắt hồi đầu của tắc linh đúng là có hơi hướng phong cách của history nhưng người ta lại có thêm thần vận cái này history lại không có thế cho nên mới nói không có lửa làm sao có khói mà mấy chế này đưa ra thị trường trước chưa chắc đã là không đi ăn cắp của người khác đâu nhé mẹ cái thằng lầu trên nhìn phát là biết con chó của tắc linh rồi tắc linh cho mày bao tiền thế cho lầu trên ngàn lai like luôn cười chết mất thôi, đám phan não tàn của history y như bầy chó dại chỉ biết cắn loạn, gặp ai cũng cắn. Ha ha, tôi chỉ muốn nói với đám chó ăn ship của Tắc Linh, đường cách mệnh còn lắm gian trương. Viết tắt là, giật mật lờ gờ Phan của Tắc Linh và history gần đây cứ thích lôi nhau ủi bột hỏi thăm nhau, thậm chí còn điên cùng chiếm lĩnh thứ hạng tìm kiếm. Trụ sở chính của history Ninh Tuyết Lạc lướt di động đọc mất cái tin mới trên ùi bộ tất cả đều là tin có liên quan đến history cùng tắc linh. Hiện tại, tin tức trên mạng phần lớn đều chỉ mũi dùi vào việc tắc linh sao chép ý tưởng và phong cách của history, thấy càng ngày càng nhiều người tham gia vào đội ngũ chinh phạt thì khóe miệng ninh tuyết lạc không tự chủ được hơi nhếch lên. Đới uy, hàng kiêu thiết kế đến đâu rồi? Ninh tuyết lạc buông di động xuống hỏi đới uy. Cái này. Đới uy sửng sốt một chút, gã lắc đầu một cái tỏ ý chính mình cũng không rõ. Từ sau khi Hàng Kiêu vào History thì anh ta chiếm lấy luôn cái phòng thiết kế. Thậm chí, các nhà thiết kế khác cũng bị Hàng Kiêu đuổi hết ra. Chương 1172, Kinh Diễm Thực ra thì đối uy cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với Hàng Kiêu thế cho nên gã cũng chẳng bén mãn đến phòng thiết kế làm gì. Cái ninh tuyết lạc am hiểu nhất chính là tranh thủ thời cơ, hiện tại trên mạng đều đang sôi sụp vấn đề tắt linh sao chép. Nếu lúc này mà History lại có thể tung ra những thiết kế chất lượng thì đây chính là cơ hội để áp đảo Tắc Linh một lần nữa. Cùng tôi tới phòng thiết kế. Một lát sau, trong phòng thiết kế của History. Bức tường trắng tinh ban đầu hiện giờ lại đầy rẫy những vết mực tàu, toàn là những hình vẽ khó hiểu tối nghĩa. Anh Hàng, lúc nào thì tôi có thể xem được tác phẩm của anh? Ninh Tuyết Lạc cười khẽ nói. Hàn Kiêu đẩy mũ lưỡi trai ra nhưng cũng chẳng thèm phản ứng lại Ninh Tuyết Lạc, chỉ dùng khóe mắt liếc về bản vẽ đang đặt trên bàn. Ninh Tuyết Lạc hiểu ý lập tức bước đến cầm những bản thiết kế kia lên quan sát cẩn thận. "Đây." Chỉ trong chốc lát, mắt cô ta sáng quắc lên. Tổng cộng có 10 bản thiết kế, nhưng chỉ là từng phần rời rạc, nếu như chỉ nhìn từng cái một thì thấy hoàn toàn bình thường chẳng có chút ấn tượng nào nhưng nếu đem cả 10 bản thiết kế ghép lại thì thiết kế hoàn chỉnh của hàng kiêu liền hiện lên trong mắt Ninh Tuyết Lạc cùng đới uy. Nội dung của nó dường như phản phất một sức hút không cách nào chống cự, chỉ vừa liếc mắt đã lập tức xa chân. Bóng đêm, thống khổ và chết chóc. Tác phẩm này thuộc về phong cách phi thực tế, khiến người ta cảm nhận được cảm giác sa đọa. Những chi tiết trang trí được thêm vào là những thứ liên quan đến phù thủy, bóng đêm và sự nguyền rủa. chúng sẽ tạo nên cảm giác cô độc hay sự tuyệt vọng khiến người xem mường tượng tới cảnh địa ngục A Tỳ một đẫm máu đáng sợ. Một địa ngục A Tỳ, hay còn gọi huyết trì, là ngục nặng nhất. Những kẻ bất hiếu, không ngay thẳng, không tôn trọng người khác sẽ bị đưa vào đây chịu khổ trong bể máu. Đối uy nghiêm túc đánh giá bản thiết kế này, trên trán gã dần thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Tác phẩm này hoàn toàn khác với những tác phẩm từng sử dụng yếu tố bóng tối cũng là tác phẩm có thể khiến yếu tố đặc biệt này đạt đến hiệu quả cao nhất. Nó u ám nhưng sẽ không khiến người xem cảm. Thấy khó tiếp nhận, bất kể là màu sắc hay những chi tiết phụ trợ đều có thể nói là hoàn hảo. Cho dù một cô gái bình thường không thể bình thường hơn mặc bộ trang phục này lên thì lập tức sẽ trở nên cao quý lạnh lùng, vô hình trung gây nên sự chú ý mãnh liệt. Thật là đẹp. Đôi mắt ninh tuyết lạc lóe lóe sáng, cũng từng có người giống hàng kiêu sử dụng chủ đề bóng đêm làm chủ đạo cho các thiết kế của mình chính cô ta cũng từng tận mắt nhìn thấy những bộ có phong cách tương tự nhưng nếu thật lòng mà nói thì những thứ kia chỉ lòe thiên hạ được thôi những thiết kế đó khiến cho người xem có cảm giác không thoải mái thậm chí còn có chút sợ hãi chứ đừng nói là dám mặc nó mà thiết kế của hàng kiêu lại hoàn toàn khác biệt mặc dù nó mang theo cảm giác tràn ngập tuyệt vọng nhưng lại không hề có cảm giác máu tanh trái lại còn tạo ra cảm giác vô cùng cáo quý cùng sự thần bí của văn hóa phương Đông từ ngàn xưa. Quan trọng nhất là thiết kế này quá bắt mắt, cực kỳ phù hợp với thị hiếu của đại chúng hiện giờ. Ninh Tuyết Lạc chỉ nhìn đã không nhịn được muốn chiếm làm của riêng. Cái này, anh thiết kế trong bao lâu? Ninh Tuyết Lạc cố gắng di dời đôi mắt từ bản thiết kế sang Hàng Kiêu. Cái vấn đề này có ý nghĩa gì không? Hàng Kiêu hỏi ngược lại tôi chỉ có chút tò mò thôi. Ninh Tuyết Lạc nói. Vậy thu cái sự tò mò của cô về đi. Khuôn mặt của hàng kiêu vẫn vô cảm nhưng trong mắt đã tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Chương 1173, tính ngưỡng hắc ám. Thái độ của hàng kiêu khiến Ninh Tuyết Lạc thấy không vui, nhưng anh ta không phải đới uy cũng chẳng phải nhân viên của History. Hơn nữa cô ta còn phải mượn sức anh ta để đạp tắt linh xuống vực sâu vạn trường, thế nên cô ta chỉ có thể nhịn. Ha ha ha, anh hàng đừng để bụng, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Những thiết kế của anh khiến tôi hoàn toàn thâm phục, cho nên tôi định sản xuất số lượng lớn. Ninh Tuyết Lạc nói xong thì lại tiếp tục quan sát bản thiết kế, bước chừng mấy phút sau, cô ta lại hơi nhíu mày một cái. Lúc trước không quá để ý nhưng hiện giờ Ninh Tuyết Lạc đã phát hiện ra một tì vết rõ ràng, chỗ chi tiết hình la sát bị thiếu tứ chi. Anh Hàng, thiết kế của anh có chút thiếu sót. Ninh Tuyết Lạc đặt bản vẽ xuống trước mặt Hàng Kiêu rồi chỉ ra điểm thiếu sót. Thấy thế Hàng Kiêu liền đứng dậy, đôi mắt chẳng có chút tình cảm nào của con người nhìn thẳng vào Ninh Tuyết Lạc. Bị anh ta nhìn chầm chầm như vậy thì chẳng hiểu sao toàn thân Ninh Tuyết Lạc cứng đờ. Cái loại tay mơ chó má như cô mà có thể nhìn ra được nó thiếu sót cái gì sao? Hàng Kiêu nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười tà mị, một thiết kế gian dở. Không phải nói gian dở cũng là một loại hoàng mỹ sao? nếu đã như vậy thì cần gì phải phí công tốn sức hoàn thiện nó thêm. Đúng thế, đúng thế, đúng thế. Người anh em nói đúng lắm. Sếp cũng chỉ quan tâm người anh em thôi mà, người anh em đừng để bụng nhé, ha ha. Trong lòng đới uy phát lạnh, cả có thể đắc tội Ninh Tuyết Lạc nhưng tuyệt đối không dám đắc tội hàng kiêu. Hơn nữa vấn đề liên quan đến thiết kế thì một kẻ ngoài nghề như Ninh Tuyết Lạc mà lại dám nghi ngờ tác phẩm của hàng kiêu sao. Lỡ như mà chọc tên này điên này thì cô ta sẽ biết cái gì gọi là tì vết, nhưng thực chất cái gã ta sợ nhất chính là hàng kiêu sẽ lôi gã vào xử lý chung với Ninh Tuyết Lạc. Thiết kế của người anh em nhất định là muốn biểu đạt ý tứ, không hoàng mỹ cũng là một loại hoàng mỹ, trực tiếp làm lộ rõ sự thiếu sót của nó để chứng minh điều này đúng không, ha ha ha. Đới bi ninh bợ nói. Cậu thì biết cái chó gì? Hàng kiêu kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, đơn giản là vì tôi lười, không muốn thiết kế tiếp nên nó mới thành thế. Nghe thế mặt mũi đới uy lập tức tối sầm, tên này cũng quá không nể mặt nhau rồi. Vậy ý của anh hàng đây là gì? Ninh Tuyết Lạc hỏi dò. Bởi vì, bây giờ cô ta cũng không nắm chắc được, dẫu là một thiết kế có thiếu sót nhưng cũng không ngăn được sự quyến rũ ma quái của bộ váy này. Nhưng không biết rốt cuộc hàng kiêu này có ý gì đây, con người này cũng cổ quái quá rồi bộ đồ này history chỉ có thể sản xuất dưới 50 chiếc. Hàng kiêu hời hợp nói. 50. Hạn chế số lượng sao? Tác phẩm do tôi thiết kế là để thưởng thức chứ không phải để kiếm lời, biết chưa? Hàng kiêu lạnh lùng nói. Được rồi, tôi hiểu rồi, trước hết tôi sẽ cho sản xuất 50 bộ. Ninh Tuyết Lạc nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đáp ứng dù sao chỉ cần hàng kêu ở lại history thì sau này thiếu gì những tác phẩm thế này. Dẫu cho lượng sản xuất có ít cũng chẳng sao, như thế càng có thể đề cao giá trị của history. Anh hàng kêu, không biết thiết kế này tên là gì? Trước khi đi, Ninh Tuyết Lạc hỏi. Tính ngưỡng hắc ám. Rất nhanh, tác phẩm của hàng kêu được history đưa vào sản xuất, không nhiều không ít vừa đúng 50 bộ mà bộ đầu tiên sản xuất ra được Ninh Tuyết Lạc đem đi cất giữ. Sau đó, cô ta mời các phóng viên tạp chí thời trang cũng như một số người có sức ảnh hưởng trong giới tới trụ sở chính của History chiêm ngưỡng tác phẩm mới nhất. Chương 1174, tác phẩm vô cùng hoàn hảo. Tính ngưỡng hắc ám dường như có ma lực vậy, mỗi một màu sắc hay kiểu dáng lại có một sắc thái khác. Giới truyền thông vừa đưa tin, lập tức các tiểu thư danh viện và các vị phu nhân thái thái đều rối rít tới history muốn mua. Nhưng, Ninh Tuyết Lạc cũng thả luôn tin chỉ sản xuất 50 bộ, đây là mẫu thiết kế giới hạn hơn nữa tạm thời không bán. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà mỗi một bộ đều đội giá đến mức kinh người, thậm chí lên đến 7 con số. Cũng nhờ chuyện này mà doanh thu của history lại lập tức tăng vọt, quả thật đã đưa history trở lại thời kỳ hoàng kim của mình. Hiện giờ bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm của Weibo đã bị mẫu thiết kế này chiếm vị trí thứ nhất. Tính ngưỡng hắc ám vừa ra, Tắc Linh lại một lần nữa bị cư dân mạng phỉ nhổ. Đám chó của Tắc Linh đâu rồi, ra đây mà xem history hết thời này. History người ta lười phản ứng lại Tắc Linh và vì dành toàn lực cho lần này đó. Căn bản là không phải cùng một tầng lớp thì so đo là. Gì? Hãy nhìn tính ngưỡng hắc ám đi kìa giá lên tới 7 con số đó, số lượng toàn cầu chỉ có 50 bộ thôi đó, hiểu không? Nếu tính ngưỡng hắc ám mà sản xuất số lượng lớn thì tắc linh mấy người chỉ có nước hút cám. Ôi thương thay cho history, cứ bị lũ chó của tắc linh cắn mãi không buông, đúng là đồ lấy oán báo ơn. Tính ngưỡng hắc ám quả thực không sai nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười, thủy quân của history hãy chờ đó. Tắc linh đúng là đồ không biết xấu hổ, Sao chép ý tưởng của History thì thôi còn dám nói History hết thời, tính ngưỡng hắc ám vừa ra rồi đó, tự vả mặt chuột lỗi đi. Tính ngưỡng hắc ám vừa ra lập tức khiến cho fan của History cảm thấy phấn chấn trở lại, thanh thế của Tắc Linh bị đè xuống rất nhanh. Thậm chí quá nửa người hâm mộ hô to yêu cầu Tắc Linh nhanh chóng đưa ra thiết kế mới, nếu không thì sẽ từ fan sẽ biến thành anti-fan. Trụ sở chính của Tắc Linh Ninh tịch nhìn chầm chầm vào tạp chí thời trang, lông mày không nhịn được mà nhăn lại. Không thể nào. Cung thượng trạch rắc gao nhìn chầm chầm tạp chí trong tay, đới uy chắc chắn không thể thiết kế ra được tác phẩm như thế này. Ý em là gì? Ninh tịch cũng nghe ra chút ý tứ trong lời của cung thượng trạch. Nếu đới uy thật sự có bản lĩnh này thì có cần phải ăn trộm thiết kế của cậu ta? Em cũng không rõ lắm. Cung thượng trạch lắc lắc đầu, nhưng em có thể khẳng định, đới uy hoàn toàn không có bản lĩnh này em nghĩ hẳn là có người giúp history. Bất kể có người giúp bọn họ hay không thì đây vẫn là một kích trí mạng với Tắc Linh, gần đây định mức thị trường đã đảo chiều, nếu vẫn tiếp tục thế này thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. Ninh Tịch trầm ngâm nói. Không phải chỉ là một bộ tín ngưỡng hắc ám sao? Giám đốc cung, anh mau thiết kế ra một bộ tín ngưỡng thần giới. Hàng mạc mạc đi vào đưa cà phê cho Ninh Tịch rồi cổ vũ cho cung thượng trạch. Không dễ đâu trong mắt cung thượng trạch lóe lên tia sáng lạnh, tín ngưỡng hắc ám có thể nổi như vậy cũng không phải là không có lý do. Thiết kế này vận dụng yếu tố hắc ám huyền bí trong văn hóa cổ xưa của phương Đông, đồng thời còn sát nhập cả thuyết sinh tử và luân hồi của Phật giáo một cách hoàn mỹ. Đây có thể coi là tác phẩm vô cùng hoàn hảo. Hàng mạc mạc nghe vậy liền mở to con mắt, lợi hại thế sao? Thậm chí cả cung thương trạch cũng nói khó có thể vượt qua. Chương 1175, không làm luyện công không cho phép ít 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 mà thiết kế này hoàn toàn nhằm thẳng vào chúng ta hoàn toàn trái ngược với phong cách của chúng ta dùng một phong cách đỉnh cao đi nghiền ép một phong cách đỉnh cao khác rốt cuộc là ai cung thượng trạch siết chặt nắm tay ninh tịch không hiểu gì về thiết kế thời trang nhưng là một cô gái thì cô cũng rất biết thưởng thức không thể không nói là cô rất thích thiết kế này cô nếu không phải do history sản xuất thì nhất định cô sẽ phải kiếm lấy một bộ sếp cho em chút thời gian cung thượng trạch nghiêm túc nói chị tin tưởng em mà ninh tịch cười cười xem ra lần này cung thượng trạch gặp được đối thủ rồi chỉ có điều cô hết sức tò mò rút cuộc vị tôn thần mà history mời về là ai theo như lời của cung thượng trạch thì người đó đang muốn dùng phong cách đối ngược để đánh bại tắc linh sau khi ra khỏi tắc linh Ninh tịch lái xe mà có chút bực dọc, cô muốn làm cái gì đó để phát tiết. Cũng không biết có phải do tín ngưỡng hắc ám ảnh hưởng hay không mà trong đầu ninh tịch chợt lóe lên một người có hơi thở vô cùng phù hợp với cái gọi là tín ngưỡng hắc ám. Vì thế cô tiện tay gọi một cú điện thoại. Có chuyện gì? Điện thoại lập tức vang lên một giọng điệu lười biếng. Đại thần, đang làm gì đó? Ninh tịch cười hỏi. Không làm, luyện công không cho phép ít ít ít. Ninh Tịch. Hàn Kiêu, có tin tôi cho anh vài phát tác không hả? Ninh Tịch không nhịn được mắng một tiếng. Cô hận tay cô đến nỗi muốn nó phế à. Đừng nói nhảm, đại thần mau tới dạy tôi hai chiêu. Ninh Tịch nói. Xem như là trả ơn cô lần trước sao? Còn lâu. Khó khăn lắm mới khiến tên này nợ cô được, sao có thể tùy tiện thả người chứ? À, vậy không đi. Đại thần đừng keo kiệt vậy mà. Tôi mời anh ăn KFC nhé. Cô đang ở đâu, tôi đến ngay. Ninh Tịch. Nếu có người nguyện ý mời đi ăn thì Hàn Kiêu chắc chắn sẽ tới đúng hẹn, thậm chí không trễ nửa giây, huống hồ còn là món KFC mà anh ta yêu nhất nữa chứ. Nhìn bộ dạng gặm thịt gà của Hàn Kiêu, Ninh Tịch âm thầm lắc đầu. Đúng là lãng phí của trời. Thêm năm cái cánh gà nướng olean đi. Hàn Kiêu vẫn chưa thỏa mãn nói. Đừng ăn nữa tôi đưa anh tới nơi hay hơn. Không đợi hàng kiêu ăn xong, Ninh Tịch đã đem người nhét vào trong xe. Một lát sau tại một võ quán taekwondo. Hàng kiêu nghệt mặt nhìn mấy người đang khoa tay múa chân kia, đây chính là cái chỗ cô nói rất vui sao. Đến đến đến, đại thần, mau dạy tôi hai chiêu. Ninh Tịch tỏ vẻ sùng bái, dù hàng kiêu là người điên nhưng chiến lực vô cùng dũng mãnh. Cứ mỗi lần cùng nhị sư huynh huấn luyện xong đều bị huynh ấy khinh bỉ ninh tịch cảm thấy rất ấm ức, thế nên cô thề nhất định phải học được hai chiêu để phản công. Không có hứng thú ra tay trước mấy phế vật này. Hàng kiêu không thèm động chân động tay mà lười biếng ngồi bệt xuống đất. Nhảy con, mày nói ai là phế vật? Lập tức có mấy người cao to vạm vỡ tiến đến, người lên tiếng chính là một tên béo, nhìn cái cơ thể đẩy đà kia xem chừng cũng phải trăm cân. Xin lỗi, bạn tôi nói đùa ý mà. Ninh tịch vội giải thích. Không phải chuyện của cô. Tên béo kia tiến đến đẩy ninh tịch ra. Nhãi con, tao hỏi mày đấy, mày vừa nói ai là phế vật. Đám người nhanh chóng vây quanh hàng kiêu. Lúc này hàng kiêu cũng thấy chả hiểu cái vẹo gì. Anh ta nhìn quanh một vòng rồi nhìn về phía tên béo kia. Tôi có nói nhầm vào ai đâu, tôi chỉ nói là mấy người ở đây đều là phế vật. Cũng đâu phải chỉ nói một mình cậu, đừng nóng giận. Bạn đang nghe truyện từ Happy Audio và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chương 1176, cũng biết kiếm chuyện quá ha con mẹ nó mày muốn đi chầu ông bà ông vải à tên béo nổi khùng lên rồi lập tức xách cổ hàng kiêu từ dưới đất lên thằng nhãi con này này thì cho mày thích lấy le trước mặt gái này thấy hàng kiêu bị nhấc lên mấy tên khác cũng thi nhau mắng theo ninh tịch thấy vậy thì đầu đầy hắt tuyến tên này cũng biết kiếm chuyện quá ha ê béo nghe lời nào bỏ tay ra hàng kiêu cười cười với tên béo kia Mày nói ai béo hả thằng ôm con này? Ông lại đập phát cho mày chết tươi bây giờ. Ê béo, mày có tin tao chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đánh chết mày không? Hàng kiêu thu lại nụ cười trên mặt. Mày chán sống rồi. Tên béo lập tức giơ nắm đấm lên hướng về phía mặt hàng kiêu. Nhưng mà một đấm này chưa chạm được vào anh ta thì bóng của một ngón tay lướt qua đụng trúng bụng của tên béo. Mấy người xung quanh đứng chờ xem náo nhiệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà đã thấy tên béo hơn trăm cân kia nhẹ nhàng bắn văng ra. Bịch. Tên béo ngã lăn ra đất, hai tay ôm lấy bụng kêu la không ngừng. Đó thấy chưa, tao đã bảo rồi mà mày không tin cơ, cái đồ thiếu đánh. Hàng kêu lại ngồi xuống đất cười hình hệt nói. Thấy thế, mấy học viên khác trong võ quán taekwondo liền choáng váng. cái tên nhìn như con gái kia mà lại có thể dùng một ngón tay bắn tên béo kia bay ra ngoài tên kia là loại quái vật gì vậy? Chỉ dùng một ngón tay mà đánh bay vĩ mạnh á. Võ công. Nội lực. Đệt, đừng bảo tao rằng tên này từ cổ đại xuyên tới đây đấy nhé. Mày coi phim nhiều quá nên bị ngộ rồi hả? Xuyên cái lông ý mà xuyên. Thân thể nhỏ nhắn như vậy lại có sức mạnh lớn như thế, chẳng lẽ đây là kình? Kình. Kình là cái gì? Mấy đứa không hiểu đâu, anh đọc được trong một cuốn sách cổ nói rằng con người muốn mạnh lên đầu tiên là phải tu lực, sau đó là tu hình, mà tu hình đến cực hạn sẽ tạo thành võ, võ xong sẽ sinh ra kình, gì mà ám kình, hóa kình, còn có cả luyện thành khí nữa. Một vị nhìn có vẻ tầm 4-50 tuổi đứng ra giải thích. Ôi anh Lương, anh đừng có mà giả thần giả quỷ nữa, cái đó mà có thật á. Mấy tên nhảy nhép các câu, ánh mắt thiện cận quá đi. Sách cổ viết thế còn có thể là giả à, chỉ là do các cậu thiếu kiến thức thôi. Người trung niên lắc đầu một cái. Xì, cái gì mà sách cổ chứ, chắc anh Lương xem nhầm truyện trưởng rồi. Được được được, coi như tôi chưa nói gì đi, các cậu giỏi thì đi mà đấu với người ta đi. Người đàn ông kia nhún vai một cái. Nghe thế đám người lập tức lắc đầu như trống bỏi, ngay cả cái tên béo như Vĩ Mạnh cũng chỉ cần dùng một ngón tay thì ai dám đấu với tên kia chứ. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ninh tịch lúng túng kéo hàng liêu rời khỏi võ quán. Cô chỉ định tìm chỗ thích hợp để học mấy chiêu thôi mà cũng có thể chọc họa. Tôi nói này, anh cũng biết gây chuyện quá đấy. Ninh tịch dừng xe, tức giận mà trợn mắt trừng hàng kiêu. Cô nương à, là người ta muốn đánh tôi đó. Hàng kiêu tỏ vẻ vô tội. Anh không nói bọn họ là phế vật thì bọn họ đánh anh chắc. Ninh tịch có chút bất lực. Bọn họ là phế thật mà. Hàng Kiêu nghĩ nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời. Nghe Hàng Kiêu nói thế khóe miệng ninh tịch méo sệt đi lúc nào không hay, cuối cùng cũng câm nín hẳn. Chỉ biết khua tay múa chân chả có tí ý nghĩa nào. Hàng Kiêu tỏ vẻ thật nhàm chán. Chương 1177, Đại Thần, em xin quỳ. Ha ha, vị đại hiệp này, anh thì giỏi quá ha. Ninh tịch liếc hàng kiêu một cái sau đó lại lôi anh ta xuống xe, chỉ chỉ vào một bức tường rồi cười lạnh nói, anh có ngon thì đập nó ý, chứng minh cho tôi xem, đại. Ninh tịch còn chưa nói xong thì hàng kiêu đã lướt qua. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ninh tịch nhìn chầm chầm bức tường bị hàng kiêu vỗ một phát đã biến thành đống gạch vụn, cô đứng chết trân ngay tại chỗ. Chỉ một chưởng lại có thể đánh nát nguyên cả bức tường, còn nát thành bột phấn luôn. Ninh tịch. Đại thần. Xin hãy nhận của kẻ tiểu nhân này một lạy là tiểu nhân có mắt mà không trông thấy thái sơn ninh tịch có thể thề với trời công lực cỡ này cô mới chỉ thấy trong tiểu thuyết thôi chỉ có trong tiểu thuyết nếu không phải đã có nhị sư huynh thì ninh tịch nhất định sẽ quỳ xuống bái tên điên này làm thầy cho coi chật thật ra thì có nhị sư huynh rồi vẫn có thể bái mà ninh tịch bắt đầu tính toán nhưng mà ngẫm nghĩ lại một chút thì thấy chiêu này chưa chắc người bình thường đã học được tốt nhất vẫn là học cái gì có thể bảo toàn được tính mệnh đã. Cô có thù oán với bức tường này à? Hàng kiêu thu tay lại, khó hiểu nhìn về phía ninh tịch. Không có mà. Ninh tịch lắc lắc đầu. Không có. Không có thì cô bảo tôi đập nó làm gì, điên hả? Hàng kiêu xoay người trở lại trong xe. Ninh tịch. Rốt cuộc thì ai mới là kẻ điên chứ? Cô chỉ tiện mồm nói một câu thôi, ai mà biết anh ta đập thật chứ người điên phải là anh ta mới đúng chứ hì hì buổi tối đại hiệp muốn ăn gì cứ việc nói tôi sẽ thỏa mãn anh tiện thì anh dạy tôi hai chiêu nhé trong lòng ninh tịch đã ói lên mửa xuống rồi cơ mà trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nịnh nọt vừa dứt lời thì di động bỗng vang lên là cung thượng trạch gọi tới thấy vậy sắc mặt ninh tịch lập tức nghiêm túc trở lại tôi biết rồi tôi về ngay đây hy vọng lần này có thể đè tín ngưỡng hắc ám xuống. Ninh tịch nói một câu sau đó lập tức cúp máy. Lời ninh tịch vừa nói tất nhiên là hàng kiêu nghe rõ ràng. Cô cũng biết tỉnh ngưỡng hắc ám. Hàng kiêu nhất thời đề lại tình thần. Tất nhiên biết chứ. Ninh tịch cũng chẳng giấu giếm gì, tôi là bà chủ của tắc linh đấy nhá. Gần đây history tung ra tác phẩm mới gây ảnh hưởng rất lớn cho chúng tôi, mà thôi, có nói anh cũng chẳng hiểu đâu. Hàng kiêu trợn to mắt, kinh ngạc đánh giá Ninh Tịch, cô là chủ của Tắc Linh. Có cần ngạc nhiên vậy không? Ninh Tịch không vui nói. Sao không nói sớm, tín ngưỡng hắc ám là thiết kế của tôi đấy, thấy sao, không tệ đúng không? Hàng kiêu vắt chân gác lên. Xe cười vô cùng đắc ý. Vâng là của anh, những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới này cũng do anh thiết kế ra. Ninh tịch liếc hàng kiêu một cái, đời nào lại đi tin lời anh ta nói chứ. Tôi thiết kế thật đấy. Hàng kiêu nghiêm mặt nói. Tôi biết mà, là anh thiết kế. Ninh tịch cũng hết sức phối hợp, còn nghiêm túc gật đầu một cái. Tôi nói thật. Hàng kiêu cũng không ngu, anh ta biết rõ Ninh tịch không hề tin mình. Nếu anh cứ tiếp tục nói nhảm thì có tin tôi đạp anh xuống xe không? Ninh tịch nghiến răng mở cửa xe ra. Vốn đang vì chuyện này mà đau đầu không thôi, thế mà người này vẫn cứ lãm nhà lãm nhảm mãi. Tính ngưỡng hắc ám là do tôi thiết kế thật mà. Hàng kiêu còn chưa nói xong, kết quả là bị ninh tịch đẩy ra khỏi xe. Hàng kiêu gõ một cái lên cửa kính, vẻ mặt mờ mịt là tôi thật mà. Vèo. Vừa dứt lời ninh tịch đã đạp chân ga phóng đi mất hút, chỉ còn lại hàng kiêu đứng ở ven đường hít khói. Chương 1178, tranh cao thấp. Trụ sở chính của Tắc Linh lúc Ninh Tịch chạy đến thì cung thương trạch đang cùng đại sư Tống Căng thảo luận kịch liệt. Từ lúc ông đồng ý hợp tác tới nay thì vẫn luôn cùng cung thượng trạch nghiên cứu sản phẩm mới, nhưng vì history cho ra đời tín ngưỡng hắc ám mà hai người bọn họ không thể không làm một ít thay đổi so với thiết kế ban đầu. Tống lão. Ngài đến rồi. Thấy Tống Căng, Ninh Tịch liền lên tiếng chào hỏi. Tống Căng gật đầu một cái, chuyện về tín ngưỡng hắc ám tôi đã biết tống lão thấy thế nào ninh tịch muốn nghe về cái nhìn của tống căng ừ rất tốt rất đậm cảm giác nghệ thuật nhưng mà nếu lấy phong cách làm nội dung tỉ thí thì chúng ta cũng không phải là hết cách tống căng khẽ mỉm cười xem ra ông đã có tính toán trong lòng rồi cung thượng trạch cũng hết sức kích động cậu ta kéo ninh tịch vào khu hàng mẫu cho ninh tịch xem sếp chị mau nhìn cái này này trong kho hàng mẫu vốn có rất nhiều bộ quần áo khiến người ta hoa cả mắt nhưng mà khi ninh tịch bước vào thì trong mắt cô lại chỉ thấy được một bộ duy nhất nhìn chiếc váy dạ hội trắng mút uốn lượn như án mây trên tiên giới ninh tịch thường người mất mấy giây mới có thể phản ứng lại trong giọng nói không giấu nổi sự thán phục cùng hưng phấn đây là tống trăng vuốt chòm râu một cái rồi chậm rã nói đây là lạc thần lạc thần ninh tịch nghe cái tên này thì đôi mắt sáng rực là tên của bộ váy này sao quả nhiên rất thích hợp trong đầu ninh tịch thoáng hiện lên một đoạn trong bài thơ lạc thần phú. Hình dáng của nàng. Nhẹ nhàng như chim hồng bay, viễn chuyển như rồng lượn, Rực rỡ như cúc mùa thu, tươi tắn rạng rỡ như tùng mùa xuân. Phản phất như mặt trăng bị mây che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió cuốn. Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm. Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong. Đúng là rất hợp. Bộ váy lạc thần này lấy phượng hoàng làm biểu tượng chủ đạo, điểm xuyến thêm những hoa tiết mây trắng dập dần, hoàn toàn phô bày vẻ đẹp thần thoại cổ đại Trung Hoa. Cả chiếc váy cũng lộ ra một cảm giác rất tiên cùng hơi thở thần bí xa xăm đến từ ngàn xưa, cùng với tín ngưỡng hắc ám trở thành hai thế lực tiên, ma đối nghịch. Hơn nữa, còn khiến người ta cảm giác nhìn thấy một tương lai vô cùng tốt đẹp phía trước. Một đóa hoa chỉ có thể nở rộ một lần, một chiếc lá chỉ có một lần tìm về cội một khúc hát chỉ có thể cất vang được một lần một người cũng chỉ có được một kiếp sống tóm lại là bất kể là phong cách hay ngụ ý thì lạc thần hoàn toàn sinh ra để đối đầu với tín ngưỡng hắc ám quá tuyệt vời bộ váy này nhất định có thể phân cao thấp với tín ngưỡng hắc ám ninh tịch hưng phấn nói nhưng mà sắc mặt của cung thương trạch vẫn không hề thả lỏng chỉ sợ đối phương vẫn chưa phát huy toàn lực cho nên vẫn không thể xem thường chỉ sợ người kia còn có tác phẩm tuyệt vời hơn ở phía sau. Cậu ta chưa gặp được ai có thể khiến cậu ta có cảm giác nguy hiểm như thế này. Không biết người kia chỉ là tạm thời cấp cứu cho History hay đã bị History thu về. Nếu là vế sau chỉ sợ khó giải quyết rồi. Trụ sở chính của History. Sau khi hàng kiêu trở về cũng không nhàn rỗi, trái lại còn chủ động sáng tác mẫu thiết kế mới. Việc này khiến Ninh Tuyết Lạc vui mừng không thôi. Đới uy, tôi cần số lượng lớn vân cẩm. Hàng kêu gọi đới uy tới phân phó, trong ánh mắt anh ta hừng hực lửa cháy. Vân cẩm. Đới uy sửng sốt. Thân là một nhà thiết kế đương nhiên gã biết rằng, vân cẩm chính là tơ lụa thời Trung Quốc cổ đại, là loại vải quý giá nhất, biết bao đời đế vương Trung Quốc đều sử dụng vân cẩm làm quần áo mặc thường ngày, chứng nó nó vô cùng quý giá. Chương 1179, tác phẩm khiến người ta chấn kinh. Hiện tại cũng không ít nhãn hiệu thời trang sử dụng vân cẩm vào trong các thiết kế, nhưng loại vân vẩm đó so với vân cẩm chính thống lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Còn cần kim cương, tơ vàng, vải sợi tổng hợp cao cấp với ngọc lục bảo nữa. Hàng kiêu liên tiếp nói ra tên mấy loại nguyên liệu cần dùng. Nghe những yêu cầu của anh ta, đới uy sợ đến ngây người. Hàng kiêu muốn làm cái gì đây, mỗi một thứ anh ta vừa nói ra đều là những thứ vô cùng quý giá. Tơ vàng với kim cương và ngọc lục bảo thì chẳng cần phải giải thích nhưng vải sợi tổng hợp cao cấp chính là nguyên liệu để làm quần áo cho phi hành gia đó. Cái này, anh chờ một chút, tôi, tôi đi nói với sếp đã. Đới uy cười trừ một cái rồi vội vàng xoay người chạy đi. Đới uy nhanh chóng chạy tới phòng làm việc của Ninh Tuyết Lạc, gã thuật lại đúng những yêu cầu của hàng kiêu cho cô ta biết. Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho anh ta. Ninh Tuyết Lạc không nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý dù gì hàng kiêu cũng đã chứng minh được thực lực của mình. Nên Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn đặt lòng tin vào anh ta, hàng kiêu đòi những thứ kia tất nhiên là vì để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ hơn, thế nên cô ta vô cùng. Mong chờ. Hiệu suất của Ninh Tuyết Lạc cũng khá nhanh, không tới hai ngày đã chuẩn bị đầy đủ những gì hàng kiêu cần. Lấy được thứ cần thiết, hàng kiêu lại tiếp tục đuổi hết tất cả mọi người, chỉ còn mình anh ta bế quan trong phòng thiết kế. Ba ngày sau, Hàng Kiêu đem bản vẽ cùng những nguyên liệu được mình chế tác xong giao hết cho Ninh Tuyết Lạc để cô ta dựa theo bản thiết kế tạo ra thành phẩm. Sau khi Ninh Tuyết Lạc nhìn bản thiết kế, ngay lập tức trái tim cô ta đập mạnh hơn bao giờ hết. Bản thiết kế này như phản phất hơi thở của đi ngục Tu La, trừ những tiểu quỷ thì phần lớn họa tiết đều được lấy cảm hứng từ các loại thần thú trong Sơn Hải Kinh. So sánh ra thì tác phẩm này còn nghệ thuật hơn tính ngưỡng hắc ám nhiều. Anh Hàng, thiết kế này tên là gì? Ninh Tuyết Lạc có chút hiếu kỳ. Chúng sinh. Hàng Kiêu trả lời. Tên rất hay, nhưng mà chỉ sản xuất một bộ thôi sao? Ninh Tuyết Lạc có chút không xác định. Nếu cô đủ tiền lại kiếm được nhiều nguyên liệu như vậy thì có thể cân nhắc việc sản xuất số lượng lớn. Hàng Kiêu nhếch mép cười một cái. Ninh Tuyết Lạc lập tức lắc đầu, những nguyên liệu để tạo nên bộ trang phục này quá mức đắt giá, muốn sản xuất số lượng lớn thì history hoàn toàn không gánh nổi, chỉ một bộ thôi cũng đã có thể trở thành vật trấn bảo của công ty rồi. Ha, tắt linh sắp dẹp tiệm rồi. Khóe miệng ninh tuyết lạc nhếch dần lên, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Để hoàn thành, chúng sinh, mất một tuần. Thế nên đến ngày thứ bảy thì Ninh Tuyết Lạc đã thả tin history sắp cho ra mắt bảo bối trấn điếm là bản nâng cấp của tín ngưỡng hắc ám. Tin này vừa ra thì phía truyền thông lập tức của tới chầu trực bên ngoài trụ sở chính của History. Ai cũng muốn là người đầu tiên thấy được cái gọi là bảo bối trấn điếm của History. Thậm chí có không ít fan hâm mộ trung thành của History livestream trực tiếp luôn. Những từ khóa liên quan đến bảo bối trấn điếm của History lập tức leo lên bảng xếp hạng của Weibo, cơ hồ là người người nhà nhà đều đang ngẩng đầu ngóng trong. Thử nghĩ mà xem, chỉ cần một tín ngưỡng hắc ám đã nâng history lên một tầng cao mới, vậy thứ còn cao cấp hơn thì sao, thật là không dám tưởng tượng. Fan của history càng hưng phấn thì càng nhiệt tình đi gây chuyện với fan của Tắc Linh, trên mạng chuyện này càng ngày càng ầm ĩ, hoàn toàn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Lúc đầu thì đôi khi fan của Tắc Linh còn đấu lại, nhưng càng về sau lại càng rơi vào trầm mặt, bởi vì phía bên Tắc Linh hoàn toàn không hề có động tĩnh đáp trả nào chương 1180, tới tặng quà cho cô. Sáng sớm hôm sau, cơ hồ là cả giới truyền thông đều nhanh chóng tràn vào trụ sở của History. Ninh Tuyết Lạc được thời đắc ý, cô ta ngạo nghễ dẫn những phóng viên tới phòng thiết kế của công ty. Kết quả, vừa mới bước chân tới nơi thì lập tức sững sờ. Cả phòng thiết kế không một bóng người, kể cả hàng kiêu cũng biến mất chẳng thấy bóng dáng. Đám phóng viên nhất thời xôn xao, trố mắt nhìn nhau. Ơ, ờ, Ninh Tổng, bảo bối trấn điếm đâu? Chẳng lẽ muốn cho chúng tôi bất ngờ sao? Xem ra là còn đang chuẩn bị. Trong lúc các phóng viên đang bàn tán rì rầm thì Ninh Tuyết Lạc vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, cô ta thấp giọng hỏi đới uy, người đâu? Chẳng lẽ anh ta không biết hôm nay tôi dẫn phóng viên tới à? Đới uy cũng nghiệt mặt, tôi đã nói rồi. Hơn nữa còn nói rất rõ ràng nữa. Cô đừng nóng, để tôi gọi cho anh ta. Cùng lúc đó tại trụ sở của Tắc Linh. Hàng Kiêu xông thẳng vào phòng làm việc, theo sau là mấy nhân viên bảo vệ mặt mũi bầm dập. Anh tìm ai thế? Cung Thương Trạch cảnh giác nhìn Hàng Kiêu. Ninh tịch. Sếp ơi! Có người tìm. Cung Thượng Trạch nhìn mấy nhân viên bảo vệ tím mắt tím mũi kia thì cũng không nói gì nữa, phi thẳng tới phòng làm việc của Ninh Tịch gọi người. Sếp ơi, người này, cứ thế xông vào, chúng tôi không cản được một nhân viên bảo vệ vội vàng giải thích. Không sao, mọi người đi trước đi. Ninh tịch thấy người đến là hàng kiêu thì sửng sốt, sau đó hung ác trợn mắt trừng anh một cái rồi mới quay lại cười nói với mấy người bảo vệ kia. Chờ bảo vệ đi hết rồi ninh tịch mới đen mặt, chạy tới công ty của tôi, đập bảo vệ của tôi. Anh đối xử với ân nhân thế đó hả? Hàng kiêu cũng nghiêm mặt, ninh cô nương nói vậy là sao, tôi tới để tặng quà cho cô mà không rảnh. Ninh tịch quả thật không hề rảnh, cô lo lắng đưa mắt nhìn cung thượng trạch, chẳng phải hôm nay history công bố, bảo bối trấn điếm à. Sao giờ còn chưa có tin tức? Cung thượng trạch đang xem tin tức có liên quan nhưng không biết thấy gì mà vẻ mặt càng dại ra. Khi nghe Ninh tịch hỏi thì cung thượng trạch có chút không biết nên nói thế nào, lạ lắm chị, mấy cái tin trước mắt mà truyền thông đăng đều đang chửi history làm trò, trụ sở của bọn họ trống trơn, chẳng có cái gì gọi là bảo bối trấn điếm cả. Cái gì? Nghe vậy Ninh Tịch liền không nhịn được mà phun nguyên ngụm cà phê vừa cho vào miệng lên mặt hàng kêu, dáng vẻ không tin nổi, chỉ là làm trò. Ninh Tịch lo lắng cả đêm không ngủ, ra sức chuẩn bị đủ các phương án rồi lại gắn chịu đựng áp lực cả đêm, ấy thế mà giờ lại bị cho đi chơi thả diều. Ninh cô nương, history không có bảo bối trấn điếm, nhưng của Tắc Linh thì tôi có một bộ đây. Hàng kiêu lặng lẽ lau cà phê động lại trên mặt đi, sau đó mở cái vali trong tay ra rồi lấy một bộ váy vô cùng xa hoa lộng lẫy nhét vào tay ninh tịch. Ninh tịch còn chưa thấy rõ cái gì mà cung thượng trạch đã nhảy lên một cái rồi chạy tới nâng bộ váy lên, khuôn mặt cậu ta hiện vẻ choáng ngợp. Này, thật là đẹp. Chờ ninh tịch quan sát rõ ràng cũng trợn mắt há mồm luôn. Chiếc váy này chính là bản nâng cấp của tín ngưỡng hắc ám. Cung thượng trạch không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Bạn đang nghe truyện từ Happy Audio và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chương 1181, chúng ta còn có thể vui vẻ nói chuyện được nữa không? có thể nói bộ váy này hoàn toàn phát huy phong cách hắc ám cổ điển đến mức cực hạn hoàn toàn không thể đánh đồng nó với bộ tín ngưỡng hắc ám trước đó e rằng chỉ có lạc thần tác phẩm của sự hợp tác giữa cung thượng trạch và đại sư tống căng mới có thể so sánh nổi mà thôi đẹp quá chất liệu này đây là móa đây là kim cương còn đây là ngọc vân cẩm tơ vàng nữa này ninh tịch ngây dại tại chỗ những chất liệu tạo nên bộ trang phục này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi vải sợi tổng hợp cao cấp cung thượng trạch vuốt ve chúng sinh mà sắc mặt cũng thay đổi theo vải sợi tổng hợp cao cấp đó là cái gì vậy ninh tịch vội vàng hỏi loại chất liệu này chỉ chuyên dùng để làm quần áo cho phi hành gia thôi đó sau một hồi im lặng cung thượng trạch mới lên tiếng giải thích ninh tịch không biết phải nói gì Tuy rằng cô không phải là người trong nghề, nhưng biết một chữ quý thôi là đủ rồi, thế cho nên liền vội vội vàng vàng dựng bộ y phục đang đổ trên mặt đất lên. Rồi ngay sau đó không biết Ninh Tịch nghĩ đến cái gì, thoáng chốc ánh mắt đã chuyển về phía hàng kiêu, vẻ mặt còn đen hơn đáy nồi, nghiến răng kèn kẹt, kèn kẹt, nói, hàng kiêu, anh nói thật cho tôi biết, bộ trang phục này có phải anh trộn của History không? History luôn mồm nói rằng hôm nay sẽ công bố bảo vật trấn điếm, còn mời cả truyền thông tới đưa tin nữa thì làm sao có thể là chuyện bị được. Ninh Tịch hoàn toàn có lý do để cho rằng bộ vầy này bị hàng kiêu đánh cắp rồi mang tới đây. Trọng một bộ quần áo thôi mà, anh ta tuyệt đối là có cái bản lĩnh đó. Bộ trang phục này ấy hả? Tôi làm ra đấy. Méo tin. Ninh Tịch căn bản không thèm tin. Tính ngưỡng hắc ám cũng là của tôi, còn bộ này tên là chúng sinh. Hàng kiêu nói ninh tịch bóc tráng vẻ mặt bất lực đại hiệp à chúng ta còn có thể vui vẻ nói chuyện được nữa không đây nếu như Tắc linh bị trộm mất một bộ trang phục như thế này cô có báo cảnh sát không Hàng kiêu hít mắt lại nhếch môi lên hỏi Phí lời đương nhiên là báo cảnh sát rồi ơ ờ, thế thì chẳng lẽ history còn ngốc hơn cả cô à đến cô còn biết báo cảnh sát lẽ nào history lại im lặng sao thậm chí còn bị báo giới chỉ trích là lừa đảo cũng không hé răng phản kháng à. Hàng kiêu cười một cách đầy ý vị. Đinh tịch nghẹn họng gần chết không nói được gì, đệt, anh bảo ai ngu. Sếp, nếu như history quả thật bị trộm mất bộ trang phục như thế này, chắc chắn bọn họ sẽ không im lặng đâu, chắc chắn sẽ toan toát ra với cánh truyền thông cho mà xem. Giá trị của bộ y phục này thực sự là cao quá. Cung thượng trạch lập tức nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía hàng kiêu cũng có chút thay đổi bên này đang nói chuyện, đột nhiên điện thoại của Hàng Kiêu vang lên, là đới uy gọi đến. Hàng Kiêu tiếp điện thoại và để luôn chế độ loa ngoài lên. Hàng Kiêu, anh đi đâu vậy? Hôm nay là ngày công bố chúng sinh, bây giờ giới truyền thông cũng đã đến trụ sở của History rồi, kết quả là lại chẳng thấy anh đâu, chúng sinh cũng chẳng thấy đâu nữa. Trong tình hình nguy cấp như thế, giọng nói của đới uy vẫn rất mềm mỏng, hoàn toàn chẳng có chút tức giận nào cả. Thực tế thì gã ta cũng muốn gào lên với hàng kiêu lắm chứ, nhưng đáng tiếc là gã ta không có cái gan đó. Liên quan gì đến tôi? Hàng kiêu hỏi ngược lại. Hàng kiêu. Chúng sinh không phải là bảo bối trấn điếm mà anh thiết kế cho history sao? Đối uy yếu ớt hỏi, tuy rằng giọng nói yếu xìu nhưng vẫn đủ để ninh tịch và cung thượng trạch nghe thấy rõ ràng. Cái tai nào của cậu nghe rằng tôi nói thế? Giọng của hàng kiêu lạnh dần không 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 ha ha là bà chủ của chúng tôi đã hiểu nhầm rồi hiểu nhầm rồi chúng sinh là tác phẩm của tôi tôi muốn làm gì với nó là quyền của tôi ý của tôi cậu có hiểu không chương 1182 anh có thiếu mất miếng thịt nào không hiểu à hiểu rõ lắm rồi ạ à, chúng sinh của anh vốn dĩ không liên quan gì đến history của chúng tôi anh cũng không có ký hợp đồng với bà chủ của chúng tôi nên đương nhiên anh muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó ạ à. đới uy cười cười cầu hòa còn tìm luôn lý do biện hộ cho hàng kiêu sau khi đới uy nói xong hàng kiêu liền thẳng tay cúp máy luôn mà ninh tịch ở đối diện đã đứng được ra đó không thốt lên nổi một từ cô nhớ là hồi trước hàng kiêu quả thật đã từng nói anh ta là nhà thiết kế nhưng chẳng qua là cô không tin mà thôi. Hự! Cái tên cuồng bạo lực này thế mà lại là một nhà thiết kế còn lợi hại hơn cả cung thượng trạch, kể cả có cho cô một cơ hội nữa, cô cũng chẳng thể nào tin nổi. Này cũng quá nghịch thiên rồi. Nhìn thấy cái vẻ kinh ngạc lại nghẹn khuất của ninh tịch, hàn kiêu cuối cùng cũng hài lòng, tín ngưỡng hắc ám đã mang đến sự đã kích không nhỏ cho tắc linh các cô nhỉ, chúng sinh coi như là chút tâm ý nho nhỏ của tôi, coi như đó là món quà tôi tặng cho cô hoặc là bồi thường cũng được, nhận lấy đi. Ớ, ờ, cái giọng chẳng qua là một món đồ chơi tôi tiện tay tặng cô thôi là thế nào đây? Ninh tịch quét mắt nhìn bộ lễ phục vô cùng hoa lệ trong tay, cái này không thích hợp lắm thì phải. Hàng kiêu liếc cô một cái, yên tâm, cái này không phải dùng để trả món nợ ân tình của cô lần trước đâu, mạng của tôi đâu có rẻ như vậy. Cái đám bên history tuyệt đối không dám truy cứu thế nên không cần nghĩ ngợi nhiều đâu. Ha, nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi cố mà nhận lấy vậy. Ninh tịch miệng nói, cố mà nhận, nhưng mà động tác thu bộ trang phục trên tay lại nhanh như chớp, mạc mạc, em cầm bộ trang phục cất gọn vào nhé. Tuy rằng ngữ khí của hàng kiêu rất ngạo mạn, nhưng qua hôm nay cô đã hoàn toàn tin rồi, đối với anh ta mà nói thì bộ trang phục này đích thật chỉ là một món đồ chơi huống hồ thứ đó còn là thứ lừa được từ tay ninh tuyết lạc nữa chứ, không cần thì đúng là phí của dời. Cung thượng trạch vẻ mặt mê mê mang mang nhìn mọi chuyện phát triển theo hướng cậu ta hoàn toàn không thể ngờ đến. Đòn sát thủ của History thế nhưng lại quen với ninh tịch, hơn nữa còn nợ cô một món nợ ân tình nữa. Bảo vật trấn điếm của History bây giờ lại biến thành của họ. Chuyện này. Hàng mạc mạc vừa nãy cũng ở trong văn phòng, cô nàng kinh ngạc đến mức không khép miệng được, mãi đến khi ninh tịch gọi cô bảo cô cất bộ trang phục đi cô mới hoàn hồn lại, nhanh chân chạy đến nhận lấy chúng. Sinh. Còn nữa, mạc mạc, lập tức thông báo cho cánh truyền thông, hôm nay Tắc Linh cũng công bố bảo vật trấn điếm. Ninh tịch quyết định tranh thủ thời cơ, theo sát history, công bố lạc thần và chúng sinh. Vâng. Em đi làm ngay đây ạ. À hàng mạc mạc vừa nghe liền cực kỳ hưng phấn chạy đi làm việc. Nếu history mà nhìn thấy chúng sinh xuất hiện bên bọn họ, chắc chắn là sẽ tức chết luôn. Đây rõ ràng nai lưng ra làm không công cho người khác hưởng mà. Hàng kiêu đang yên đang lành bỗng dưng túng lấy cổ áo cung thượng trạch sách lên, muốn đánh nhau. Ninh tịch vội chạy đến gỡ tay anh ta ra, anh làm cái gì thế hả? Một gã chỉ biết thiết kế, tay trói gà còn không chặt như cậu ta thì làm sao mà đánh nhau với anh được, anh cho rằng ai cũng như mình chắc. Vậy tại sao cậu ta lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Hàng kêu hỏi bằng giọng lạnh lẽo. Ninh tịch bóc tráng, anh chàng thiết kế nhà tôi từ lúc nhìn thấy tín ngưỡng hắc ám đã luôn muốn biết người thiết kế ra nó là ai, bây giờ nhìn thấy người đó trước mặt đương nhiên là nhìn nhiều vài cái. Sao? Thiếu mất miếng thịt nào của anh à? Chương 1183, tuyệt đối là tin tức lớn. Cung thượng trạch nghe thế có chút ngượng ngùng, xin lỗi anh hàng, em chỉ là cảm thấy vô cùng hứng thú với phong cách thiết kế của anh thôi. Hàng kiêu đánh giá cậu chàng thanh tú trước mặt, cậu ta chính là nhà thiết kế của Tắc Linh. Đúng thế, lần trước anh chẳng phải còn khen cậu ta còn gì, nói cậu ta khiến anh có hứng thú muốn khiêu chiến. Nói đến chuyện này, được rồi, tôi nên xin lỗi anh mới phải, tôi thực sự không ngờ anh thực sự là một nhà thiết kế, bây giờ tôi đã hoàn toàn phục anh rồi. Ninh tịch ôm quyền nói. Hàng kiêu liếc xéo cô một cái, tôi đã nói với cô từ lâu rồi, nhà thiết kế của Tắc Linh đâu có bằng tôi, tôi có thể giết anh ta trong vòng một phút mà. Đã tin chưa? Nghe được câu này, Ninh tịch đột nhiên nhớ ra điều gì đó, a, à, từ từ. Đợi đã. Thế nên, sở dĩ anh chạy đến history hành hạ tụi tôi lên bờ xuống ruộng, chỉ vì một câu nói đó của tôi. Hàng kiêu, không sai. Ninh tịch đừng có trả lời vừa nhanh vừa sảng khoái như thế có được không cái tên khốn kiếp này trước đây cô cũng từng phỏng đoán rất nhiều lần vị tôn thần mà ninh tuyết lạc mời đến rốt cuộc đến từ đâu nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ được hóa ra lại là đến từ cái miệng của cô ninh tịch hoàn toàn câm nín cô đưa tay đỡ trán đại thần em sai rồi em thực sự biết sai rồi sau này mỗi câu mỗi chữ anh nói em sẽ tin tưởng tuyệt đối cũng sẽ không nghi ngờ anh nữa Cung thượng trạch đứng bên cạnh nghe thế cũng rất kinh ngạc, không ngờ nguyên nhân sâu xa người này thiết kế ra tín ngưỡng hắc ám lại là vì mình. Cậu chàng chẳng hề tức giận vì câu nói có thể giết cậu trong vòng một phút của hàng kiêu, bởi vì anh ta quả thật có thực lực đó. Mà cậu còn cảm thấy rất vinh hạnh vì được một người như anh ta coi làm đối thủ. Được rồi, vì để xin lỗi tôi đã có mắt không trồng cũng như cảm ơn món quà của anh, hôm nay sau khi buổi họp báo kết thúc tôi sẽ mời anh đi ăn tối. Ninh tịch nhìn Hàng Kiêu nói. Có ăn đương nhiên anh ta còn lâu mới từ chối. Hàng Kiêu đè vành mũ xuống, giơ tay ok một cái, sau đó thản nhiên quay người rời đi. Sau khi Hàng Kiêu đi rồi, cung thượng trạch không nhịn nổi nữa mà lại gần hỏi Ninh tịch, sếp ơi. Sếp xem có cách nào mời được vị này về công ty chúng ta được không? Nếu như người này có thể gia nhập Tắc Linh. Ninh tịch chả cần nghĩ đã lập tức phủ định đề nghị này của cung thượng trạch, chuyện này thì dẹp nhé chị không thể điều khiển nổi cái gã đó đâu. Một thứ vũ khí quá lợi hại, nếu như không thể điều khiển được nó cuối cùng chỉ có thể mang lại tai họa cho mình. Ninh Tuyết Lạc chính là một bài học đắt giá. Huống hồ, một người tùy hứng như vậy sẽ không dừng lại ở bất kỳ nơi nào. Từ thái độ của anh ta có thể thấy, thiết kế chẳng qua chỉ là một trong những sở thích tùy hứng của anh ta mà thôi. Cung Thượng Trạch nghe thế liền không nói thêm gì nữa nhưng đôi mắt cậu ta lại càng sáng rực trên đời có một số người khi thấy người ta tài giỏi hơn mình thì cũng không có nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ mà chỉ càng sôi sục ý chí và quyết tâm hướng tới tiến lên quyết không lùi bước phía sau cung thượng trạch chính là một người như vậy sau sự chuẩn bị ngắn ngủi hàng mặt mặt lập tức tung tin tức tắt linh muốn công bố bảo vật trấn điếm ra bên ngoài địa điểm tổ chức của cuộc họp báo chính là khách sạn hoàng tước Tuy rằng thời gian công bố vô cùng gấp rút nhưng mà tất cả báo giới truyền thông sau khi biết được đều phi đến bằng tốc độ nhanh nhất, hơn nữa tin tức này còn lan đi với tốc độ rất nhanh. Chương 1184, rút cuộc bọn họ đang làm cái quỷ gì vậy? Trong sảnh đa năng của khách sạn Hoàng Tước, tin tức của Tắc Linh chỉ mới được tung ra một giờ ngắn ngủi, đại sảnh rộng lớn đã chật kín hết chỗ. Phần lớn cánh truyền thông ở đây vừa nãy đều hụt mất một vố bên history, đang lúc ngồi nhà lòng đầy căm phẫn múa bút thành văn mắng history cố ý dựng chuyện lừa bọn họ, thì ngay lúc đó lại có điện thoại mời tham gia họp báo của Tắc Linh. Kiểu này rất có thể có tin tức lớn, đương nhiên tất cả đều vội vàng chạy đến rồi. Cùng lúc đó, history đang sức đầu mẻ tráng vì sự mất tích bất thình lình của hàng kiêu cũng nhận được tin tức Tắc Linh muốn công bố bảo vật trấn điếm. Ninh Tuyết Lạc lập tức phái người đi điều tra tình hình, sau cùng nghĩ mãi mà không vẫn yên tâm được, cô ta đành phải đích thân đi một chuyến tới hoàng tước xem sao cô ta muốn xem xem tắc linh đang làm cái quỷ gì dù có phải làm gì đi chăng nữa chỉ cần có thể dỗ hàng kiêu quay về cục diện cuối cùng phần thắng vẫn sẽ nghiêng về phía họ tính tình của hàng kiêu âm u khó đoán cho nên dù có cuộc điện thoại vừa nãy của đới uy nên tuyết lạc vẫn không từ bỏ ý định vẫn cứ bảo đới uy dùng hết mọi cách để liên lạc lại với anh ta hơn nữa còn tìm thủy quân để dẫn đường dư luận trên mạng, người ủng hộ của History tỏ ý rằng History tuyệt đối sẽ không cố ý dùng cách lợi bất cập hại này để dựng chuyện đánh bóng tên tuổi. Chắc chắn là đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào đó, sau khi giải quyết xong sự cố ngoài ý muốn, bảo vật trấn điếm nhất định sẽ xuất hiện một cách khiến mọi người kinh diễm. Đội ngũ quan hệ công chúng do một tay Kiều Vi Lan đào tạo vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ trong có một tiếng ngắn ngủi đã sắp xếp buổi họp báo một cách thỏa đáng sau khi cánh phóng viên đến cũng kha khá rồi người phát ngôn của tắc linh giám đốc bộ phận TIA, tạ dật xuyên e hèm một tiếng rồi bắt đầu nói chúng tôi vô cùng cảm ơn các bạn phóng viên đã có mặt tại đây hôm nay tắc linh sẽ công bố thiết kế đã ấp ủ bao lâu nay một tuyệt tác do nhà thiết kế hàng đầu của tắc linh ít và đại sư quốc họa tống căng tống lão tiên sinh cùng nhau hợp tác hoàn thành và sẽ trở thành bảo vật trấn điếm của tắc linh chúng tôi tạ dật xuyên vừa dứt lời đám phóng viên báo giới ở dưới đã ồ hết cả lên. Tống. Căng. Đại sư Tống Căng. Họ đang đùa đấy à. Tống lão tiên sinh chẳng phải đã quy ẩn nơi thôn giả từ lâu rồi à. Lần trước tôi còn cố ý chạy đến tận nơi để phỏng vấn ông ấy, nhưng ông ấy hoàn toàn không gặp khách. Làm sao ông ấy có thể chạy đến đây để hợp tác với một công ty thời trang như Tắc Linh được? Chuyện này thật không thể tin nổi. Tôi nghĩ bọn họ đang khoác lác thì có. Chuyện này làm sao có thể khoác lác bừa bãi được? Chúng ta còn bị history thả bồ câu cơ mà, có chuyện gì mà không thể chứ? Xin các bạn phóng viên bình tĩnh, bảo vật trấn điếm của chúng tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức đây. Mà hôm nay, chúng tôi còn rất vinh dự có thể mời được Tống Lão Tiên Sinh Đích Thân đến đây để giới thiệu cho chúng ta về tuyệt tác này. Cánh báo giới lập tức ngẩn tò te toàn tập. Ôi đệt! tống lão thế nhưng lại đích thân xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều bất giác thở thật nhẹ, nhìn về phía cửa của đại sảnh. Lần này Tắc Linh cũng thật lớn lối, mời bao nhiêu người thế, dở lại chơi họ như history thì đừng hồng mong còn cơ hội lăn lội ở cái giới này nữa. Trong góc tối, trong mắt Ninh Tuyết lạc xoẹt quá một tia sắc lạnh, tống căng, tại sao lại có thể như thế được? Trước đây điểm tựa lớn nhất để History công kích Tắc Linh sao chép ý tưởng của bọn họ chính là dựa vào việc cùng sử dụng những yếu tố trong quốc họa cổ, thế mà bây giờ Tắc Linh lại mời được Tống Trăng đến hợp tác. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tống Trăng là người có tiền cũng không mời được, History cũng đã từng cố ý cử người đến mời, nhưng căn bản là đến một câu cũng không nói được. Chuyện này làm sao có thể là sự thật được? Chương 1185 sự xuất hiện kinh diễn tần tử phàm đứng bên cạnh thấy vậy vội nói sếp cô nghe bọn họ khoác loát kìa làm sao có thể là tống căng được chứ nói không chừng lại là đồ đệ gì đó thì sao căn bản cái loại lừa đời lấy tiếng tống căng căn bản là không có đồ đệ ninh tuyết lạc nói nếu vậy thì bọn họ sẽ nói sức khỏe của tống lão đột nhiên không tốt nên không đến được tống lão vốn đã không hỏi đến chuyện đời từ lâu căn bản là không biết những gì Tắc Linh đang làm, kể cả có biết thì với tính cách của Tống lão e rằng ông ấy cũng không quan tâm. Cái gì mà hợp tác chứ, nói cho hay thế thôi, tám phần là bỏ ra một số tiền lớn để mua được tác phẩm nào đó của Tống lão, sau đó trực tiếp lấy một vài yếu tố trong bức họa để dùng trong chi tiết trang phục, cái kiểu sao chép đó tôi thấy nhiều rồi." Tần Tử Phàm nói với cái giọng vô cùng chắc chắn. Cùng với sự kích động tò mò của giới truyền thông, đương nhiên là cũng có không ít người có cùng suy nghĩ với tần tử phàm. Rất nhanh sau đó, có hai cô gái mặc đồng phục của Tắc Linh tiến lên, họ đang cẩn thận nâng một bộ váy bị phủ một tấm vải rất dày lên chính giữa sân khấu, sau đó hai người lần lượt đứng sang một bên. Chật, ít nhất thì cũng tốt hơn history một chút, ít nhất còn có trang phục thật. Phía dưới sân khấu có người lầm bầm nói nhỏ. Kể cả có đi chăng nữa nhưng tôi thấy tuyệt đối không thể hơn được tín ngưỡng hắc ám đâu, Phần thắng của Tắc Linh không nhiều. Dù có cố mượn danh tiếng của Tống Lão cũng vô dụng. Quả đúng thế thật. Vừa mới nói xong chưa được bao lâu, một ông cụ da dẻ hồng hào, tinh thần minh mẫn được một cô gái chầm chậm dắt vào. Nhìn thấy ông cụ mà hàng mạc mạc dẫn vào, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, tiếng hít khí lạnh vang lên thắp căn phòng. Tống Trăng nổi tiếng khắp nơi, chân dung cùng với các tác phẩm của ông đều được in vào sách giáo khoa, không có ai là không biết chi là những người làm trong giới truyền thông. Tống! Tống Trăng! Trời ạ! Là Tống Lão thật kìa! Xuất phát từ sự kính trọng dành cho một vị đại sư đức cao vọng trọng, tất cả mọi phóng viên có mặt ở đó đều đồng loạt đứng dậy. Thực ra, chính Đinh Tịch cũng không ngờ đến Tống Trăng sẽ tự mình ra sân. Cung Thượng Trạch có vấn đề trong giao tiếp, đặc biệt là khi phải đối mặt với ống kính cho nên từ trước đến giờ trong những tình huống thế này đều là hàng mạc mạc đại diện thay cậu ta xuất hiện. Lần này đương nhiên cũng thế, nhưng mà cuộc họp báo hôm nay quá quan trọng, cung thượng trạch lo lắng hàng mạc mạc không thể truyền đạt lại một cách chính xác. Lúc đang nhức đầu thì Tống Lão chủ động đề nghị để ông ấy xuất hiện. Đối với chuyện này, Ninh Tịch đương nhiên là cảm kích vô cùng, thực ra lúc đầu cô cũng hy vọng Tống Lão có thể ra mặt. Bởi vì, trừ phi là ông ấy đích thân xuất hiện bằng không thì chuyện tắc linh hợp tác với tống trăng thực sự rất khó để người khác tin tưởng tống lão bây giờ ngài đang hợp tác với tắc linh thật sao đại sư tại sao ngài lại chọn hợp tác với tắc linh mà không phải là các nhãn hiệu thời trang khác nghe nói ngay đến cả bộ bộ sinh liên nhãn hiệu đứng đầu về phong cách trung hoa cũng đã từng mời ngài hợp tác nhưng ngài không đồng ý hình như history cũng đã từng mời hay sao ấy Hiện trường ầm ầm vang lên những câu hỏi của đám phóng viên, những câu hỏi cứ nối tiếp nhau, toàn bộ đều liên quan đến Tống Căng. Tống Căng khẽ ho một cái, có chút không vui nhắc nhở, hôm nay là buổi họp báo ra mắt tác phẩm mới của Tắc Linh, hy vọng các vị có thể phân biệt rõ chuyện gì là chính, chuyện gì là phụ. Nói xong câu này Tống Căng cũng không nói nhiều nữa, ông vung tay lên, hất tấm vải đang phủ lên bộ trang phục ra. Soạt một tiếng, tấm vải rơi xuống, bảo vật trấn điếm của tắc linh xuất hiện với dáng vẻ thực sự của nó. Bạn đang nghe chuyện từ Happy Audio và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều chương 1186, tìm được hắn ta chưa? Đám phóng viên vừa nãy còn mồm năm miệng mười tranh nhau hỏi giờ tất cả đều ngây ra như phỏng hết cả. Trời, trời ạ! À. Đẹp quá đi mất! Đây chính là bảo vật trấn điếm của Tắc Linh. Tôi tưởng rằng tính ngưỡng hắc ám đã là đẹp đến cực điểm rồi, nhưng bây giờ lại được nhìn thấy một tuyệt phẩm khác với một phong cách khác hoàn toàn. Điều này quả thật khiến người ta quá kinh ngạc phong cách của của ít và những yếu tố trong quốc họa của tống lão đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau tác phẩm này quả thật khiến người ta như lạc vào tiên cảnh tống lão bộ trang phục này có tên không ạ à? tống lão hài lòng trước phản ứng của cánh truyền thông ông vuốt vuốt chòm râu trắng của mình gật gù ngâm hình dáng của nàng nhẹ nhàng như chim hồng bay uyển chuyển như rồng lượn rực rỡ như cúc mùa thu tươi tắn rạng rỡ như tùng mùa xuân Phản phất như mặt trăng bị mây che lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió cuốn. Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm. Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong. Ông Ngâm đến đó liền có ngay một vị phóng viên kích động đứng bật dậy nói, lẽ nào bộ trang phục có tên là Lạc Thần? Tống trăng gật gù, không sai. Vừa mới dứt lời, toàn trường lại dậy lên những tiếng ồ kinh ngạc. Lạc Thần Lạc Thần quả đúng là xứng với cái tên cực kỳ chuẩn xác tắc linh thật sự khiến người ta kinh ngạc quá đi mất thôi lại chẳng thế à lần nào cũng có thể khiến người ta có một sự bất ngờ đầy kinh ngạc chỉ tiếc là tiếc cái gì cơ đương nhiên là đang tiếc lần này ngay đến tống lão cũng gặp được nhưng lại không thể nhìn thấy mặt nhà thiết kế trong truyền thuyết của tắc linh ít đúng thế thực sự là quá bí ẩn mọi người thử đoán xem rốt cuộc cái tên ít này là có nghĩa là gì. Có khi nào là viết tắt của tên không? Trong góc tối, Linh Tuyết lạc tức đến mức đường nét trên gương mặt cũng trở nên méo mó, đáng chết. Tần tử phàm. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tắc Linh mời được tống căng tại sao anh lại không nghe được tiếng gió nào là sao? Lúc này đây tần tử phàm cũng mồ hôi tông tổng đầy đầu, mẹ nó chứ, làm sao anh ta có thể ngờ được Tắc Linh lại mời được Tống căn Cơ chứ? Hơn nữa anh ta chỉ phụ trách bộ phận thị trường, những chuyện thuộc về phương diện thiết kế căn bản là không thuộc phạm vi quản lý của anh ta. Đới uy đâu? Hình như vẫn còn đang đi tìm người. Tần tử phạm lý nha lý nhí. Ninh tuyết lạc nghiến răng ken két, hừ, lạc thần cái gì, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần tìm được hàng kiêu, chỉ cần chúng sinh xuất hiện, tuyệt đối sẽ đè bẹp được tắc linh. Đúng, đúng đúng, điều đó là đương nhiên rồi. Tần tử phàm liên tiếp phụ họa. Nhưng mà, khóe miệng anh ta lại lén lút nhếch lên một độ công nhỏ, vấn đề là phải tìm được người trước đã rồi hãy nói. Tính tình của tên hàng kiêu đó vô cùng gian xảo, hành tung lại khó đoán. Hơn nữa, người ta đã gọi điện thoại bảo không muốn cho history sử dụng chúng sinh, thế mà đến bây giờ vẫn còn đi tìm. Có tìm cũng vô dụng. Thực ra ngay từ đầu khi Ninh Tuyết Lạc mời người đó về, anh ta đã có cảm giác không ổn, cảm thấy Ninh Tuyết Lạc tuyệt đối sẽ không điều khiển nổi người này, quả nhiên chuyện anh ta lo lắng nhất đã xảy ra. Sếp Người thở hồng hộc chạy đến đằng sau lưng Ninh Tuyết Lạc chính là đới uy. Tìm thấy hắn ta chưa? Ninh Tuyết Lạc lập tức hỏi. Vẻ mặt của đới uy rất khó coi mà lắc đầu, không, không tìm thấy hình như anh ta đã cho số của tôi vào danh sách đen đi đến những nơi anh ta thường đến ăn cũng không tìm được đồ vô dụng bao lâu như thế rồi chẳng lẽ đến giờ cậu cũng không biết nhà anh ta ở đâu ninh tuyết lạc vẫn nộ mắng vẻ mặt của đới uy lại càng khó coi tôi cũng đã từng thử bám theo một lần rồi nhưng mà anh ta quá cảnh giác căn bản là không bám theo nổi khó khăn lắm mới bám được một lần kết quả thế nhưng lại đi về phía nghĩa địa giữa đêm hôm khuya khoắt. Tôi nào đâu dám tiếp tục bám theo anh ta chứ. Chương 1187, Bảo vật trấn điếm thứ hai. Vậy thì bây giờ làm thế nào, tự anh nhìn tác phẩm của của Tắc Linh đi. Ngay cả tống căng chúng nó cũng mời được. Ninh tuyết lạc cao có. Đới uy nhìn bộ lễ phục màu trắng ngập tràn tiên khí vần quanh giữa sân khấu cùng với tống căng đang đứng giải thích mà mặt cắt không một giọt máu, thôi xong, cục diện này thua là cái chắc rồi, mặt mũi của gã ta biết để đâu, ở công ty gã ta làm gì còn chỗ đứng nữa. Đới uy nghiến răng, tim giật thoát một cái, sếp. Cô đừng lo. Cùng lắm thì tôi đến nghĩa địa tìm hàng kiêu. Thế anh còn không mau đi đi. Ninh Tuyết Lạc đè giọng thấp xuống, điên tiết quát lên. Các vị bạn bè báo giới thân mến, xin đừng vội rời khỏi hội trường lúc này, buổi họp báo lần này của Tắc Linh chúng tôi, vẫn còn một bộ bảo vật trấn điếm muốn giới thiệu nữa. Trên sân khấu vang lên tiếng nói của tạ giật xuyên. Đới uy đứng thượng lại, ninh tuyết lạc và tần tử phàm vốn dĩ chuẩn bị rời khỏi đây rồi cũng đồng loạt nhìn về phía sân khấu, cái gì? Còn bộ thứ hai nữa? Sắc mặt đới uy tái mét, rồi cười lạnh ngay lập tức, nhìn bộ đầu tiên thì cơ bản đã có thể đoán được phong cách của bộ thứ hai, bộ nào bộ nấy giống nay như đúc. Hơn nữa, có hiếm thì mới quý, bảo vật trấn điếm đương nhiên chỉ có thể có một, tắc linh thế nhưng lại cho ra hai bộ, quả thật là ngu hết thuốc chữa. Tần tử phong nhìn về phía sân khấu, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tắc linh có thể tạo ra được hai bộ bảo vật trấn điếm có chất lượng như nhau sao. Kể cả nhà thiết kế có linh cảm đi chăng nữa nhưng giá cả của mỗi một bộ đều không phải là thấp, lưu lượng vốn lưu động của tắc linh có kham nổi không? Trên sân khấu, tống trăng đã xuống rồi. Người giới thiệu giờ là một nhân viên mặc cái váy màu đen. Lại có hai cô nhân viên cẩn thận bê bộ trang phục đang được phủ một tấm vải lên, cô nhân viên mặc váy đen đi đến giữa sân khấu, trước khi vén tấm vải che lên thì giải thích một cái chân thành, đầu tiên, cần phải giải thích với các bạn phóng viên rằng, mẫu thiết kế này không phải là tác phẩm của ít vì để dành cho khách hàng của chúng tôi một trải nghiệm khác hoàn toàn, tác linh chúng tôi đã đặc biệt mời một nhà thiết kế khác thiết kế một phong cách hoàn toàn trái ngược với Lạc thần đừng nói nhiều thế nữa, mau cho chúng tôi xem đi. Đúng thế, nói nhiều thế làm cái gì chứ? Tốt xấu như thế nào mở? Ra là biết ngay. Nghe người giới thiệu nói thế, khóe miệng ninh tuyết lạc nhếch lên thành một nụ cười lạnh, phong cách trái ngược hoàn toàn. Chẳng lẽ Tắc Linh định làm ra một bộ có phong cách giống hàng kiêu để đối đầu với tín ngưỡng hắc ám của chúng ta sao? Đới uy đương nhiên cũng nghĩ đến điều đó, quả đúng là ngu si nói chuyện viễn vông dù là ai cũng không thể bắt chước được phong cách của hàng kiêu bộ trang phục này của chúng tôi có tên là chúng sinh nghe được hai chữ chúng sinh thì đối uy ninh tuyết lạc tần tử phàm đều lập tức tái cả mặt cái gì chúng sinh chẳng lẽ tắt linh sao chép ý tưởng của chúng ta Soạt một cái tấm vải đang phủ lên bộ trang phục được kéo xuống bộ lễ phục đẹp tuyệt thần bí đến cực hạn ngập tràn sắc màu cổ xưa của phương đông xuất hiện trước mặt mọi người đây không phải là sao chép đây không phải là bắt chước đây chính là chúng sinh ba người chết đứng ngay tại chỗ trên gương ngập tràn vẽ không thể tin nổi biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục như thể đèn kéo quân chúng sinh của bọn họ thứ bọn họ đang lục tung trời lên để tìm thế nhưng lại xuất hiện trong buổi họp báo công bố tác phẩm của tắc linh bảo vật trấn điếm của bọn họ giờ biến thành của tắc linh Chương 1188, suýt chút nữa thì tức đến mức học máu. Chúng sinh vừa mới xuất hiện, hiện trường lập tức có vô số phóng viên vì quá kích động nên đã đứng bật dậy. Trời ạ! À, tôi còn tưởng tính ngưỡng hắc ám đã là cực hạn rồi, không ngờ. Đây, thật sự quá kinh người. Thế này thì ai có đủ khí chất để lấn ác bộ trang phục này đây? Đương nhiên, trong những tiếng trầm trồ kinh ngạc cũng xen lẫn với những tiếng chất vấn. Nhưng mà, đây lại không phải là thiết kế của Tắc Linh, vừa rồi cô gái giới thiệu chẳng phải đã nói rồi sao. Đây là đặt một nhà thiết kế khác đấy. Đặt thiết kế thì có làm sao? Anh tưởng tín ngưỡng hắc ám của History cũng do đới bi tự thiết kế đó hả? Tuy rằng gã ta vẫn lập lờ nước đôi để mọi người nhầm tưởng rằng chính gã đã thiết kế, nhưng chắc chắn không phải gã ta thiết kế đâu, bọn họ mời người ngoài đó. Phong cách thiết kế của một người có thể biến đổi đa dạng, nhưng cũng có giới hạn và trở ngại nhất định khác biệt lớn như thế này làm gì có ai có thể khống chế được sao có thể trách móc tắc linh mời người thiết kế ngoài được huống chi cả history cũng làm thế cơ mà nói đến mới thấy sao tôi thấy phong cách của tín ngưỡng hắc ám và chúng sinh giống nhau thế nhỉ dù có thế nào lần này tắc linh thắng lớn rồi ha 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 hôm nay thật đúng là đặc sắc có tiếp để mà giật rồi nhìn người của tắc linh ba hoa chích chòe trên sân khấu, nghe đám truyền thông kinh tháng không thôi, Ninh Tuyết lạc tức đến mức suýt ói máu. Cái gì mà phong cách giống nhau? Cùng một người thiết kế cả đấy. Nó thuộc về history bọn họ cơ mà. Ninh Tuyết lạc hít một hơi thật sâu mới nuốt được cái vị ngai ngái trong cổ họng xuống, đi, đi báo cảnh sát cho tôi, bảo là history bị mất cấp, bảo vật trấn điếm. Đới uy nghe thế có chút khó xử nói, Xếp thế thế, Thế không ổn lắm đâu, tuy rằng tôi không biết làm thế nào mà Tắc Linh lại có được nó, nhưng bộ trang phục này chắc chắn là hàng Kiêu tự nguyện tặng cho bọn họ. Vậy thì làm sao? Từng viên kim cương, mỗi viên đá quý từng đường kim mũi chỉ của nó đều là tiền của tôi. Ninh Tuyết Lạc gần như mất khống chế mà hét lên. Sếp ơi, chị nhỏ tiếng một chút đi. Đối uy kéo Ninh Tuyết Lạc vào trong góc, tuy rằng nói là như thế nhưng mà sếp ơi, bộ tính ngưỡng hắc ám trước Hàng Kiêu cũng không lấy một đồng nào của chúng ta mà, nếu thật sự tính ra thì chúng ta cũng không có lý đâu. Với lại chúng ta cũng không ký hợp đồng với Hàng Kiêu, lúc đầu những nguyên liệu đó cũng là do chúng ta tự nguyện cung cấp cho anh ta mà. Đừng nhắc đến tính ngưỡng hắc ám với tôi nữa, một thiết kế bị đánh bại thì còn chút ý nghĩa nào nữa. Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc xám xịt. Đối Uy đương nhiên cũng biết điều đó, nhưng mà, chuyện đã đến nước này rồi. Thế nên cậu bảo tôi ngậm bồ hòn làm ngọc chứ gì, bảo tôi trơ mắt nhìn công sức của mình biến thành công cốc, để tắt linh hưởng hết. Giờ phút này, trong bụng đối uy cũng đang phát rồ hết lên, sếp, đương nhiên là tôi cũng không muốn. Nhưng mà Hàng Kiêu thực sự là không dễ chọc, nếu cô không tin thì hậu quả cô tự mình đi mà gánh lấy, đừng có trách tôi không nhắc cô trước. Câu này của đối uy rất nặng nề, Ninh Tuyết Lạc cũng đã từng nghe một vài sự tích của Hàng Kiêu rồi thế nên dù tức đến mức phát điên nhưng cũng không dám làm gì. Đối uy, cậu nghe cho rõ đây, nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đều do cậu vô dụng, cậu biết mình nên làm cái gì rồi đấy. Ninh Tuyết Lạc bỏ lại tối hậu thư. Đối uy siết chặt nắm tay. Những thiết kế mà gã ta ăn trộm được của cung thượng trạch không phải là đã hết rồi, nhưng mà bởi vì số lượng có hạn và trước đó gã ta lại không biết tiết kiệm lỡ dùng quá nhiều hiện tại không đến lúc mấu chốt nhất thì không thể lấy ra được. Bây giờ mà lấy ra một bản thiết kế chẳng khác gì sẽ mất một miếng thịt của gã ta vậy. Chương 1189, tôi chỉ ăn cơm, không nói chuyện phím. Buổi họp báo của Tắc Linh kết thúc viên mãn, từ lúc hạ chiến thư đến bây giờ, lần này mới coi như là thắng được một trận xinh đẹp. Buổi họp báo vừa kết thúc không lâu, trên mạng đã tràn ngập tin tức về buổi họp báo lần này. Những điểm sáng và bất ngờ trong buổi họp báo lần này của Tắc Linh quá nhiều, lại cộng thêm việc có history story làm nền, chơi không thành kế cho giới truyền thông một vố. Chỉ trong thoáng chốc danh tiếng của Tắc Linh tăng vùng vụt, dư luận đều nghiêng hẳn về phía của Tắc Linh. Thấy tất cả đều thuận lợi, dây thần kinh căng như dây đàn của Ninh Tịch mấy ngày nay cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô lấy điện thoại ra gọi cho hàng kiêu, mời anh ta tới ăn tối để tỏ rõ thành ý lần này ngoại trừ mời anh ta đến nhà, còn mời cả cung thượng trạch, kiều vi lan, tạ giật xuyên và hàng mạc mạc nữa. Tống lão thì nói rằng không muốn quấy rầy cuộc liên hoan của đám trẻ nên không đến. Đại thần, đến ăn cơm đi, tất cả mọi người đều muốn cảm ơn anh, món quả của anh lớn như thế, nhất định phải mời anh ăn một bữa, chỗ tôi là đào hoa ổ nhé. Ninh tịch nhiệt tình mời. Xa quá đầu dây bên kia vang lên tiếng của hàng kiêu. Vậy nhà anh ở đâu, tôi qua đón anh được không, đại thần? Bãi nghĩa địa ở núi Long Tìm. Nghe thấy mấy chữ đó, sắc. Mặt của Ninh Tịch thoát một cái đã đen như đáy nồi, ngại quá đi mất, ở đó thì tôi không đón được. Vậy đổi địa điểm nhé, Châu Giang đế cảnh được không? Ở đó chắc gần hơn nhỉ. Ok. Hàng kiêu nói rồi cúp máy luôn. Ninh tịch nhìn chầm chầm vào cái điện thoại đã tắt, câm nín mất một lúc. Ôi mẹ của con ơi, có người ở tại nghĩa địa thật à. Thế mà không bị dọa cho chết nhỉ. Cô chẳng còn lời lẽ nào mà phỉ nhổ cái tên này nữa rồi. Nhưng mà cô nhớ, hình như lần trước anh ta cũng nói rằng anh ta là người canh mộ gì gì đó còn gì. Nghề nghiệp của cái gã này quả thật khiến người khác khó mà hiểu nổi. Ninh tịch chỉ đành phải đi chợ mua thức ăn rồi đến châu Giang đế cảnh nấu cơm, may cái là cô chuyển nhà nhưng dụng cụ làm bếp bên này vẫn đủ hết. Đám người cung thượng trạch lục tục đến, Ninh tịch vẫn còn đang ở trong bếp chuẩn bị. Nhìn cả bàn đồ ăn Ninh tịch chuẩn bị, vẻ mặt đám người cung thượng trạch, hàng mạc mạc có chút kinh hãi. Hàng mạc mạc nhìn từng món từng món ở trên bàn mà nuốt nước bọt ừng ực, chị tịch, có phải chị làm hơi nhiều rồi không? Ninh tịch cười ha ha, không nhiều, tuyệt đối không nhiều đâu chị còn sợ không đủ ấy chứ đợi một chút trong phòng bếp vẫn còn mấy món nữa tiếng chuông cửa vang lên ninh tịch vội ra mở cửa quả nhiên là hàng kiêu đến vẫn là bộ đồ thể thao màu đen sọc trắng thường ngày hàng kiêu cởi cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống để lộ ra mái tóc dài đen mượt nhắc đến mới hay đây đúng là lần đầu tiên cô thấy đàn ông để tóc dài như vậy đấy đại thần anh biết chọn thời gian đến thật đấy cơm vừa mới xong. Mau ngồi xuống đi, chúng ta có thể ăn cơm được rồi. Ờ. Hàng kiêu ngồi vào bàn ăn. Ninh tịch bưng tô móng giò cuối cùng ra rồi cũng ngồi xuống. Anh Hàng, em xin kính anh một chén, thiết kế của anh thật quá tuyệt vời, hy vọng sau này có cơ hội được giao lưu với anh nhiều hơn nữa. Cung thượng trạch nâng chén lên. Hàng mạc mạc ngồi bên cạnh cũng nói, lần này đúng là may nhờ có sự giúp đỡ của anh, Buổi họp báo của chúng em mới thành công đến vậy, cái đám history tức sắp chết rồi, thật sự rất cảm ơn anh. Tiếp sau đó, Kiều Vi Lan và Tạ Dật Xuyên cũng lần lượt lên tiếng nói mấy câu. Nhưng mà, vẻ mặt của Hàn Kiêu không biết tại sao lại có vẻ khó chịu. Ninh Tịch thấy thế cũng không biết câu nào đã chọc cho vị đại thần này không vui vội hỏi, "Khụ, đại thần, sao thế?" Hàn Kiêu ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, "Có phải cô mời tôi đến đây để ăn đúng không?" Ninh tịch gật đầu lia lịa, đúng thế mà. Hàng kiêu liền nói tiếp, tôi chỉ ăn, không tiếp chuyện. Liễu cảm của tất cả mọi người trên bàn ăn. Chương 1190, có liên quan đến phụ nữ. Trên trán ninh tịch toàn vạch đen, suýt chút nữa chào thu cái gã này luôn. Được rồi, được rồi, không tiếp chuyện nữa, bắt đầu từ bây giờ mọi người không nói chuyện nữa, tập trung ăn cơm, đại thần anh ăn đi. Ăn thế hàng kiêu mới thông thả cầm đũa lên. Tuy bảo là thông thả, nhưng lại chẳng có trở ngại gì đến tốc độ ăn cơm của anh ta cả. Đồ ăn trên bàn từng món từng món một bắt đầu bay nhanh đến mức vừa ngẩng đầu lên đã chẳng thấy đâu. Vừa nãy hàng mạc mạc còn đang mê trai nhìn chầm chầm hàng kiêu giờ thì con mắt của cô nàng sắp lồi ra đến nơi. Thế này, thế này sức ăn cũng lớn quá đi mất thôi. Đại thần, hôm nay anh cứ yên tâm mà ăn, trong phòng bếp vẫn còn ninh tịch vừa cười vừa đi vào trong bếp bê nốt những món còn lại ra dạo này có không ít những vị bụng không đáy quay video khoe tài ăn uống cũng nổi lắm nếu hàng kiêu cũng quay một cái video ăn uống đảm bảo có thể đè bẹp đám người đó trong vòng một giây mời mọi người trong văn phòng cùng đến là vì để họ bày tỏ sự cảm kích của mình ai ngờ được trong mắt người ta căn bản chỉ có ăn thôi nói không chừng còn ghét bọn họ không đủ thành tâm kéo lắm người đến cướp thức ăn của anh ta ấy chứ Thế nên, đám người cung thượng trạch cũng ăn lưỡng dạ rồi ào ào chào tạm biệt ra về. Dọn chiến trường cho hàng kiêu xong, Ninh Tịch vội hỏi, Đại thần, hôm nay thức ăn có làm hài lòng anh không? Không tồi, ngon hơn cây FC. Ninh Tịch Giờ khả năng nấu nướng của cô đã tụt lùi đến mức bị so với cây FC rồi sao? Ăn uống xong xuôi, hàng kiêu đứng dậy chuẩn bị đi về, đi được mấy bước không biết lại liếc thấy cái gì, cả người đột ngột bất động, đứng im tại chỗ. Làm sao thế? Ninh tịch nhìn theo ánh mắt của hàng kiêu. Hình như ánh mắt của hàng kiêu đang nhìn về phòng để đồ của cô thì phải. Chính xác thì phải nói là đang nhìn một bộ váy trong phòng để đồ của cô. Ninh tịch thấy hàng kiêu đang nhìn chầm chầm vào bộ váy đó liền hỏi, sao thế? Đại thần có hứng thú với bộ lễ phục đó của tôi à? Đó là bộ váy tôi thích nhất đó. Đó là một nhãn hiệu rất trâu bò nhưng lại rất ít người biết, gọi là ghe. Ninh tịch tưởng anh ta đang hứng thú với nhãn hiệu này bèn bước hẳn lên trước, vặn một công tắc nào đó đằng sau bàn trang điểm. Những âm thanh, lách cách, vang lên, nguyên cả một mặt tường đằng sau phòng để đồ đột nhiên tách đôi, bên trong xuất hiện một căn phòng treo đầy những trang phục của nhãn hiệu ghe. Hàng kiêu vẻ mặt hoảng hốt nhìn chầm chầm vào những bộ quần áo ấy, trong đôi mắt hiện lên những cảm xúc gần như là đau thương, điều này thực sự khiến ninh tịch là bất ngờ, khủng. Đại thần! Đại thần! Những bộ quần áo này có vấn đề hay sao? Là thiết kế của tôi! Hàng Kiêu nói. Ninh Tịch vừa nghe liền ngay ra tại chỗ, hả? Thiết kế của anh! Anh chính là nhà thiết kế thiên tài sớm nở tối tàn, đó hả? Thôi khỏi nói nữa, có khả năng đó lắm chứ. Cô thích à? Hàng Kiêu hỏi. Ý anh là gì, những bộ quần áo này á? À? đương nhiên rồi, đẹp thế này có cô gái nào không thích đâu. Nhưng mà tôi không có bản lĩnh sưu tập đầy đủ thế này đâu, đây là bạn trai tôi tặng đấy. Không có cô gái nào là không thích, vậy thì tốt. Hàng kiêu lẩm bẩm, rõ ràng là giọng điệu vui mừng nhưng không biết tại sao lại tiếc nuối và cô đơn đến vậy. Ninh tịch xoa cầm, chật, có biến nha. Ánh mắt này, vừa nhìn là đã biết có liên quan đến phụ nữ. Đi đây. Đinh tịch đang mù mờ đoán mò thì hàng kiêu đã vẫy tay với cô rồi quay người đi thẳng. Để tôi đưa anh về. Chẳng phải cô nói cô không đi Nghĩa Trang còn gì. Hả, anh thực sự ở trong Nghĩa Trang à? Được được được, anh đi mạnh giỏi nhé. Bạn đang nghe chuyện từ Happy Audio và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chương 1191, sếp phải đi làm việc đây. Hôm sau, History lại triệu tập họp báo, phát biểu nguyên nhân do hôm qua xảy ra một vài sự cố nên mới dẫn tới việc buổi họp báo tạm thời bị lùi lại. Tại trụ sở của Tắc Linh, Cung thượng trạch nhìn tiêu đề tin tức liên quan tới bảo vật trấn điếm của History mà trong mắt lóe lên ý lạnh. Giám đốc cung, cái này chắc không phải lại là do anh thiết kế đấy chứ. Hàng mạc mạc ở bên cạnh dò hỏi. Cung thượng trạch gật đầu, trong mắt không có vẻ gì là giận dữ, hơn nữa đó còn là tác phẩm đời đầu của tôi. Những tác phẩm đầu tay của cậu, tuy còn non nớt nhưng lại có sự trẻ thơ, hồn nhiên mà những người hành nghề kỳ cựu tuyệt đối không thể có được. Cái cảm giác ấy, những nhà thiết kế có nhiều năm kinh nghiệm có luyện tập đến đâu đều không thể nào mô phỏng được, cũng chính cảm giác này khiến cho bộ quần áo thiết kế lên càng đáng quý hơn. Quả nhiên, những bình luận trên mạng tuy không dùng những lời ca tụng có cánh như Tắc Linh, nhưng đánh giá về nó cũng không tồi. Ninh Tịch khẽ cười, hàng tồn của tên này không còn nhiều nữa, thế nên sau này chỉ càng khó khăn hơn thôi. Nếu em nhớ không lầm, còn một vài bản thảo nữa là tác phẩm em đắc ý nhất có vẻ như gã ta muốn đợi tới thời khắc mấu chốt mới dùng tới cung thượng trạch nói phải rồi giám đốc cung những bản thiết kế trước đây của anh dù không thể nhớ được toàn bộ nhưng chắc cũng sẽ nhớ được những chi tiết ấn tượng chứ chúng ta có thể công bố trước bọn họ cơ mà hàng mạc mạc bỗng mở miệng nói cung thượng trạch lắc đầu bản thảo gốc với bản thảo trong máy tính của tôi đều ở chỗ cậu ta trên đó còn có ngày tháng nếu giành công bố trước sẽ bị coi là kẻ đạo nhái không chỉ dừng ở đấy tôi còn phải cố gắng thoát khỏi phong cách của những bản thiết kế đó nữa không thể liều lĩnh lao vào những bản thiết kế mà tôi đã bị đánh cắp được hừ tên đới uy đúng là quá đê tiện mà hàng mạc mạc tức không chịu nổi ninh tịch đang định nói thì điện thoại của cô lại vang lên là lâm chi chi gọi điện tới alo chị chi chi à Tối nay có một đêm hội từ thiện dành cho các ngôi sao, em tới tham gia một chút, nhớ chuẩn bị đồ đấu giá từ thiện thích hợp, không cần quá quý hay quá cầu kỳ đâu. Chị sẽ bảo tiểu đào đi cùng em tới đó. Vâng, em biết rồi. Ninh tịch dập máy, liền nhìn về phía cung thượng trạch, các cưng, các em tiếp tục cố gắng nhé, sếp cũng phải đi làm việc đây. Sếp ơi, chị cũng cố lên nhé. Hàng mạc mạc cổ vũ, phải rồi sếp, lần trước chị bảo lúc nào thì phim mới của chị công chiếu ấy nhỉ? Vì vấn đề hậu kỳ nên tạm thời sẽ đẩy lùi một chút, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Ừm ừm, tới lúc đó em nhất định sẽ phát động bạn bè em đi ủng hộ. Lúc hàng mạc mạc nói lời này, cô cũng không ngờ được tới lúc đó lại chẳng mua nổi vé, không chỉ không ủng hộ được thì thôi, ngược lại còn phải nhờ ninh tịch đi cửa sau mới lấy được cho cô vài tấm vé. Ok là... Đêm hội từ thiện ngày hôm nay do một thương hiệu nổi tiếng có quy mô lớn trong nước tổ chức, mời rất nhiều nhân vật có tiếng trong làng giải trí và giới kinh doanh tới, là đêm hội từ thiện lớn nhất mỗi năm tổ chức một lần. Cả hội trường tràn ngập ánh sáng rạng rỡ, những nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh cũng tới không ít. Ninh Tịch mang theo vật đấu giá từ thiện đã chuẩn bị tới, tiểu đào đi sau cô, vừa vào hội trường, thoáng một cái đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Vân Thâm sao có thể? Ánh mắt ninh tịch xuyên qua đoàn người, cô nhìn chầm chầm vào người ban nãy vừa mới lướt qua, muốn nhìn rõ màu tóc của người đó, nhưng người kia đã nhanh chóng được vệ sĩ vây lại rồi lấp mất trong đoàn người. Chương 1192, lần sau nhất định sẽ tới. Chị tịch, chị đang nhìn gì thế? Tiểu đào thắc mắc hỏi. Người kia mà lại chịu tới đêm hội từ thiện kiểu này sao? Chắc không phải đang đùa đấy chứ. Ninh tịch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, không có gì, đi thôi. Hiện nay, mỗi lần tham gia các chương trình hay đi các sự kiện, Ninh tịch đều sẽ mặc đồ của Tắc Linh đến tham dự. Vì buổi lễ lần này cũng khá quan trọng, nên cô không mặc đồ bán sẵn mà mặc một bộ đồ cao cấp được thiết kế riêng. Hàng mạc mạc vốn muốn cô mặc bảo vật trấn điếm tới, nhưng mà bị Ninh tịch từ chối. Với thân phận hiện giờ của cô, bất kể là lạc thần hay chúng sinh cô đều không thể mặc được nhưng rồi sẽ có một ngày cô sẽ cần tới chúng. Ninh Tịch vừa vào trong đã đụng mặt Ninh Tuyết Lạc. Bộ đồ Ninh Tuyết Lạc đang mặc trên người lúc này rõ ràng chính là bộ đồ Trấn Điếm mới công bố ngày hôm qua. Đi cùng Ninh Tuyết Lạc là tô diễn, chiếc váy điểm xuyến đầy hoa thủ công như trong thế giới địa đàn của Ninh Tuyết Lạc khiến cô ta trông thật thuần khiết, ngây thơ, xinh đẹp và đáng yêu. Còn bộ vét trắng nhã nhặn lịch sự của tô diễn dường như biến cả thành một tên công tử ôn hòa, trong hai người họ rất xứng với chữ trai tài gái sắc tiểu tịch chị cũng tới à ninh tuyết lạc vừa nhìn đã nhận ra bộ đồ trên người cô bộ quần áo hôm nay chị mặc là của tắc linh đúng không trông đẹp quá anh diễn anh nói có phải không lần trước lúc ninh tịch trở về ninh gia cô cũng mặc đồ của tắc linh khi ấy còn bị trang linh ngọc và ninh diệu hoa trách cứ cô tiếp tay cho người ngoài nếu lần trước chỉ là trùng hợp thì thôi nhưng lần này Ninh Tịch lại vẫn cứ mặc đồ của Tắc Linh, có thể nói đây hoàn toàn là cố tình rồi. Ninh Tuyết Lạc nói những lời này, còn hơi tỏ ra cô đơn lạc lõng, cô ta rõ ràng làm vậy là để Tô Diễn trông thấy. Nhưng, một người thường ngày chu đáo như Tô Diễn lúc này lại không chú ý tới tâm trạng của Ninh Tuyết Lạc, hơn nữa ánh mắt nhìn Ninh Tịch lại có chút hoảng hốt. Hôm nay, Ninh Tịch khoác trên người một chiếc váy trắng theo các họa tiết mang phong cách cổ phong nhã vận hình theo sang hô nửa ẩn nửa hiện trên nền lụa trắng bay phất phới làm cả người cô như toát ra khí chất thần tiên. Người trước mắt rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại khiến gã cả cảm thấy xa tận chân trời, thậm chí có ảo giác không thể chạm tới được. Cảm giác này không hiểu sao lại khiến tim gã thắt lại. Tô diễn ngẩn ra nửa ngày mới định thần lại. Gật đầu nói, từ, rất đẹp. Đại khái, Ninh Tuyết Lạc cũng cảm thấy tô diễn hơi thất thần, cô ta mỉm cười khoác tay thân mật với tô diễn nhưng con ngươi vẫn không nhịn nổi mà lướt qua một tia sắc lạnh tiểu tịch hôm nay trừ đồ các minh tinh mang tới đấu giá ra thì còn vài vật đấu giá chủ chốt nữa trong đó có cái vương miện gọi là quinh em thích cái đó lắm anh diễn nói sẽ dành cái đó về cho em để chờ tới hôn lễ dùng à phải rồi em với anh diễn sắp đính hôn rồi tới lúc đó chị nhất định phải tới nhé đính hôn ninh tịch nghe vậy thì nhíu mày không thèm để ý tới sự nghiệp của mình đang trong giai đoạn đi lên mà nhanh chóng kết hôn vậy sao xem ra quả thật là vì chuyện di chúc mà hoãn rồi đây ha 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 tiểu đào ở bên cạnh thấy ninh tuyết lạc gọi ninh tịch một tiếng chị không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc sao cứ thấy bầu không khí giữa ba người này kỳ cục kiểu gì ấy nhỉ còn nữa ninh tuyết lạc sắp đính hôn rồi sao tin lớn à nha tiệc đính hôn à ninh tịch lẩm bẩm Vâng, chị, chị sẽ tới chứ. Thật ngại quá, dạo này tôi bận lắm, để lần sau đi, lần sau nhất định tôi sẽ tới. Ninh tịch nheo mắt cười, sau đó quay người rời đi. Tiểu đào ngẩn ra, sau đó suýt nữa thì phục cười thành tiếng. Phía sau, mặt ninh tuyết lạc tái dại. Lần đính hôn sau. Chết tiệt. Đây rõ ràng là đang trù cô ta ly hôn mà. Chương 1193, vật giá tăng cao. Cô Diễn nghe vậy thì sững sờ, sau đó cũng kịp phản ứng lại nhưng mà sắc mặt vẫn mơ hồ có chút khó coi. Ninh Tuyết Lạc định oán giận với Tô Diễn một trận, nhưng vì đám phóng viên vây tới nên đành phải giấu tâm trạng đi, mỉm cười đáp trả câu hỏi của họ. "Tuyết Lạc, hôm nay tới đây cô có chuẩn bị vật đấu giá gì đặc biệt không?" "Cũng không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là một bộ đồ trang sức hay dùng thôi." "Trang sức hay dùng của Tuyết Lạc à?" có vẻ như lát nữa sẽ lại hút mọi người nâng giá nữa rồi nhớ năm ngoái tuyết lạc chẳng phải chỉ tháo chiếc dây buộc ở tay xuống thôi mà cũng đã ra giá tới một triệu đấy sao một tên phóng viên nịnh bợ nói mọi người đều vì muốn làm từ thiện thôi ấy mà vậy tuyết lạc hôm nay cô có muốn đấu giá vật gì không thật ra có một thứ lát nữa mọi người sẽ biết ngay thôi cũng một thời gian dài từ đợt anh tô cầu hôn cô rồi không biết bao giờ mới có thể uống rượu mừng của hai người đây ninh tuyết lạc ngượng ngùng nhìn tô diễn sắp rồi đến lúc đó sẽ thông báo cho mọi người biết sau khi ninh tịch vào hội trường lớn những khách mời đã cười đồ nói chuyện vui vẻ với nhau rồi phía sân khấu mc và người bán đấu giá đang làm công tác chuẩn bị chị tịch để em mang đồ đấu giá qua đó tiểu đào nói ninh tịch gật đầu đi đi vì vị trí hiện tại của cô không thích hợp tặng đồ quá quý trọng, đại khái là được rồi, thế nên Ninh Tịch mang một chiếc lắc tay bằng ngọc thạch có giá khoảng 3 vạn tới quyên góp. Ninh Tịch chỉnh lại làn váy rồi tùy ý tìm đại một chỗ ngồi xuống. Một lát sau, Tiểu Đào quay lại đưa cho cô một tấm bảng, khách mời nào cũng có một tấm bảng này trong tay, lát nữa khi nào đấu giá sẽ dùng. Nhưng, hôm nay cô lại không đặc biệt muốn mua gì cả nên chắc sẽ không dùng tới. Sau khi khách khứa tới đông đủ, trên sân khấu, MC nhiệt liệt nói: "Kính thưa các vị khách quý, chào mừng quý vị đến với đêm từ thiện của các ngôi sao, là một năm tổ chức một lần của chúng tôi, chủ đề của chúng tôi lần này là để từ thiện trở thành thời thượng." Sau lời mở màn và phát biểu của các nghệ sĩ có tên tuổi cùng các nhà tài trợ, đêm hội tiến vào tiết mục đấu giá. Mở đầu là phần đấu giá các vật phẩm do các ngôi sao quyên tặng các vật phẩm do các ngôi sao quyên tặng là những chiếc túi hàng hiệu do chính họ làm người đại diện hoặc những món đồ có ý nghĩa kỷ niệm hay là đồ trang sức nói chung là đa dạng vì là đồ quyên tặng nên tất cả đều không có quy định về giá nhưng hầu hết giá cuối cùng khi được mua luôn cao hơn giá trị gốc hơn nữa mức giá cao hay thấp cũng có liên quan tới địa vị cùng tiếng tăm của ngôi sao đó vì không kịp sắp xếp lịch trình nên lần này tô dĩ mạc không thể tới được thế nên người được chú ý nhất không phải ai khác chính là Ninh Tuyết Lạc. Huống hồ cô ta còn cố tình đến đây cùng Tô Diễn, một người là hoa đáng của Tinh Huy, Thiên Kim đại tiểu thư của Ninh gia, một người là công tử của Tô gia cao quý bậc nhất giới thượng lưu bây giờ, hai người lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Vật phẩm phía dưới là chiếc lắc tay kim cương của Ninh Tuyết Lạc, không có giá sàn, mọi người có thể bắt đầu ra giá. Vật đấu giá của Ninh Tuyết Lạc vừa được đưa lên Cả phòng vắng đầu nhau nhau lên ra giá. 10 vạn, 12 vạn, 18 vạn, 50 vạn. Một phú thương bụng bia hết cái giá 50 vạn khiến mọi người xôn xao cả lên. Giá gốc chiếc lắc của Ninh Tuyết Lạc nhiều nhất cũng chỉ tầm 230 vạn, vị phú thương kia lại trực tiếp tăng giá gốc lên mấy lần. Chương 1194, khiến mỹ nhân vui vẻ. Mặc dù như thế, cuộc chiến tranh giá vẫn không hề giảm nhiệt hơn nữa cứ tăng 10 vạn một, 60 vạn, 70 vạn, 100 vạn, 110 vạn, 120 vạn. Dù Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn đã là một đôi mà ai ai cũng biết, nhưng người theo đuổi và ngưỡng mộ Ninh Tuyết Lạc vẫn nối liền không dứt. Lúc này, thấy Ninh Tuyết Lạc xuất hiện cùng Tô Diễn, không ít người đàn ông vì ghen tức mà nổi điên ra giá. Chưa kể lại có không ít người vì muốn nịnh nọt Tân Bốc Ninh Gia và Tô Gia mà cái giá hét lên đã vượt quá cả trăm vạn, đã thế còn không ngừng tăng lên, vượt qua cả con số kỷ lục của Ninh Tuyết Lạc năm ngoái. Không ít các nữ minh tinh có mặt tại đây đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ, chật, có gia thế đúng là tốt thật đấy, đi tới đâu cũng có người nâng niu bảo vệ, còn tìm được người chồng trong gia đình danh giá, môn đăng hộ đối, nào có giống chúng ta, lăn lộn bò toài làm đủ chuyện bẩn thiểu, trong mắt những người danh giá đó chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi thôi. Ai bảo người ta mệnh tốt đầu thai đúng nhà cơ? Vừa sinh ra đã ngậm thì vàng, sao mà giống bọn mình được? 500 vạn. Đúng lúc này, tấm bản số 60 dơ lên. Số 60. Anh tô dơ bản. 500 vạn. Anh tô hết giá 500 vạn. Còn ai tăng giá không? Còn ai không? Trên sân khấu, người đấu giá hân phấn không thôi nhìn xuống dưới khán đài hét lên người ra giá là Tô Diễn, ư. Ừ. Tô Diễn cư nhiên ra luôn một cái giá 500 vạn. Cả hội trường xôn xao cả lên. Chính chủ nhà người ta đã ra mặt rồi, lại còn là cái giá cao như vậy thế nên những người ban nãy cũng không ra thêm giá nữa. Còn mấy người ngưỡng mộ Ninh Tuyết Lạc cũng đều là người có máu mặt, thế nên cũng chỉ thể tỏ thái độ phiến phiến thôi, không thể tranh giành ghen tuông quá đà trong trường hợp này được, vì thế cũng nhanh chóng thu bản lại. Còn ai tăng giá không? còn ai không? Hết rồi phải không? Số 60 lần thứ nhất. Số 60 lần thứ hai. Số 60. Lần thứ ba. Người đấu giá hỏi liên tiếp ba lần, thấy không ai tăng giá nữa mới đập chiếc búa trong tay xuống, cục một tiếng, anh tô của chúng ta đã trở thành người giành được chiếc lắc tay của cô Ninh Tuyết Lạc. Chúc mừng anh tô. Khách mời ở phía dưới hồ nhau treo chọc, ha ha ha. Tô Thiếu nổi giận vì Hồng Nhan ha ha ha. Ninh Tuyết Lạc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trong ánh mắt tràn ngập sự ái mộ, "Diễn, sao anh?" Tô Diễn dịu dàng nhìn cô gái của mình, "Anh vốn đã chuẩn bị đấu giá rồi, đồ tùy thân của em, sao có thể để người khác mua được?" Không ít người nhớ lại, cái dây đeo năm ngoái của Ninh Tuyết Lạc là do Ninh Diệu Hoa đấu giá mua lại, năm nay lại là Tô Diễn, mọi người không khỏi âm thầm cảm thán Ninh Tuyết Lạc có số mệnh thật tốt trên sân khấu người bán đấu giá lại tán gẫu vài câu tiện thể chúc phúc cho đôi kim đồng ngọc nữ ninh tuyết lạc và tô diễn sau đó mới tiếp tục chương trình đấu giá được rồi chúng ta tiếp tục đấu giá vật phẩm tiếp theo là người đấu giá ngừng lại một chút sau đó mới nói tiếp vật đấu giá tiếp theo là chiếc vòng ngọc do cô ninh tịch đến từ công ty giải trí thịnh thế quyên tặng nghe thấy giọng của người đấu giá trên sân khấu ninh tịch khẽ nhướng mày lên vật đấu giá của cô lại ngay sau Ninh Tuyết Lạc. Tiểu đào ở bên cạnh nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc, lập tức tỏ ra căm phẫn, sao có thể trùng hợp ở ngay sau Ninh Tuyết Lạc thế được. Chắc không phải có người cố tình đứng ra dàn xếp đấy chứ. Vừa xong Ninh Tuyết Lạc chơi trội như vậy, ai ở phía sau cô ta cũng đều sẽ bị lép vế hết. Chương 1195, muốn tranh thủ một chút. Cô Ninh Tịch từng cùng Tuyết Lạc của chúng ta tham gia đóng một bộ phim cổ trang rất hot của đạo diễn Quách, trong phim đóng vai nữ phụ mạnh Trường Ca, rất được khán giả yêu thích. Người bán đấu giá giới thiệu một vài thông tin sơ lược về Ninh Tịch. Thiên hạ đúng là rất hot, nhưng một nữ chính một nữ phụ đặt cạnh nhau thì ai còn quan tâm tới nữ phụ chứ? Đám người trong giới nhà giàu kia càng chẳng ai biết đến một nghệ sĩ diễn vai phụ như cô cả. Sau khi người bán đấu giá giới thiệu xong, Ninh Tịch đứng dậy chào hỏi mọi người. Khi vừa nhìn thấy Ninh Tịch, hội trường lại vang lên tiếng xuýt xoa không hề nhỏ ơ ờ, từ khi nào mà trong giới xuất hiện một báu vật thế này xinh đẹp quá trong làng giải trí có bao nhiêu nữ minh tinh xinh đẹp như vậy Đẻ một cành lại mọc một cành anh nghĩ anh thấy được hết chắc chuyện này nào có giống người này xinh đẹp thật ấy anh nhìn dáng vẻ của cô ấy xem thế mà đến giờ vẫn chỉ là nữ phụ xem ra là hoa chưa có chủ rồi sao nào tôn tổng để ý rồi hả ha ha có hơi chút chút tất nhiên cũng không ít người ở đây nhận ra ninh tịch một vài cô chiêu ở bên cạnh ninh tuyết lạc sau khi thấy ninh tịch thì không nhịn được bắt đầu bàn luận sôi nổi hẳn lên đây chẳng phải là đứa con gái nuôi của nhà họ ninh sao con gái nuôi nhà họ ninh chính là cô gái được đem từ quê lên đấy á phải lần trước trong buổi mừng thọ của lão gia tử tôi cũng thấy cô ấy mà, đúng là cô ấy đấy. Chắc không phải đâu. Thay đổi nhiều thế sao? Năm đó, lần đầu tiên tôi trông thấy cô ta là vào buổi lễ trưởng thành của Tuyết Lạc, cô gái đó quê mùa đến độ còn mặc hàng phết nửa cơ. Nghe nói vì cướp bạn trai của Ninh Tuyết Lạc, quyến rũ tô diễn nên bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đấy cũng không biết đi đâu thẩm mỹ nữa, dựa vào khuôn mặt hồ ly vót nhọn này mà chui vào làng giải trí gà rừng còn muốn thành phượng hoàng ha 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 được rồi mọi người có thể bắt đầu ra giá rồi người bán đấu giá nói vừa dứt lời dưới khán đài bỗng im lặng một hồi trong khoảng thời gian ngắn ấy thế mà không có ai ra giá cả trong trường hợp như vậy tuyệt đối sẽ không có tình trạng không có ai ra giá trừ khi có người cố ý dở trò tiểu đào cắn răng biết ngay là có người cố tình dở trò mà may mà chúng ta sớm đã chuẩn bị trước chuẩn bị ninh tịch nghiêng đầu hỏi tiểu đào gật đầu chính là để phòng tránh trường hợp này xảy ra em lập tức báo cho người đó ngay đây để tránh trường hợp khó xử như không có ai ra giá hoặc có người cố tình nâng giá lên không ít người đều sẽ gài chân trong vào để đề phòng bất cứ tình huống nào phát sinh bên phía ninh tịch lâm chi chi cũng đã sớm chuẩn bị ngay từ đầu Tiểu đào đang chuẩn bị thông báo với bên kia, trong đám người bỗng có người dơ bản, một tệ. Ngay sau âm thanh này, cả hội trường cười ầm cả lên. Không ngờ lại có người định giá một tệ, là ai vậy? Người bán đấu giá cũng bật cười, số 17, tiền tổng định giá, một tệ. Tiền tổng hài hước thật đấy. Tiền tổng chính là tên phú thương ban nảy cạnh tranh giá ác liệt nhất để giành chiếc lắc tay của Ninh Tuyết Lạc. Mẹ nó chứ. Đúng là kinh người quá đáng. Tiểu Đào tức gần chết. Tên tiền tổng đó chắc chắn là người của Ninh Tuyết Lạc. Cũng may, lúc này lại có một vị khác ra giá, một vạn. Số 39. Tôn tổng ra giá một vạn. MC nhìn về phía người đàn ông trung niên hơi mập cách đó không xa nói. Mọi người vừa nghe đã biết giám đốc công muốn giải vây cho Ninh Tịch, ai nấy đều tỏ ra ý vị sâu xa, ai chẳng biết người này nổi tiếng háo sắc giờ chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, vừa nhìn đã biết là để ý tới sắc đẹp của Ninh Tịch, muốn tranh thủ một chút đây mà. Bạn đang nghe truyện từ Happy Audio và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chương 1196, tay trong ngu ngốc. Tô diễn thấy giám đốc tôn ra giá thì sắc mặt sầm xuống, chiếc bảng trong tay gã khẽ động động, nhưng lại bị ninh tuyết lạc tỉnh rụi đặt tay lên. Trong trường hợp này ngày hôm nay, không ít người biết ninh tịch có xích mích với bọn họ, nếu tô diễn đứng ra giúp ninh tịch, còn không phải sẽ lại tạo chuyện cho người ta nói sao. Ninh tuyết lạc vội nói, anh diễn, không sao đâu, với thủ đoạn của lâm chi chi, bên phía chị khẳng định đã chuẩn bị sẵn người giải vây rồi. Cô diễn cố gắng đè ý nghĩ kích động xuống, chỉ là khi thấy dáng vẻ thèm nhỏ giải của cái lão tôn tổng kia khi nhìn ninh tịch, trong lòng gã vẫn cảm thấy bực bội không thể nói thành lời. Tôn tổng ra giá một vạn. Còn ai không? Người bán đấu giá hỏi. Một lẻ một tệ. Tại vị trí trong tiếp sâu trong góc không có ánh đèn rọi tới, một người lặng lặng dơ bảng lên một vạn lẻ một tệ. Cười chết tôi rồi. Có kiểu ra giá như thế sao? Không ngờ lại chỉ thêm có một tệ. Là ai thế? MC có chút dở khóc dở cười, nhưng đối phương lại không hề làm trái với quy tắc nên MC chỉ có thể nói, vị khách số 8 ra giá một vạn lẻ một tệ. Tôn tổng nhíu mày, dơ bản, hai vạn. Số 8 tiếp tục ra giá, hai vạn lẻ hai tệ. Tôn tổng cắn răng, ba vạn số tám tiếp tục ba vạn lẻ một tệ cuộc ra giá của hai người khiến cả hội trường cười ầm cả lên ha 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 cười chết tôi mất thôi vị số tám này rốt cuộc là ai chắc không phải là tay trong của bên ninh tịch đấy chứ tay trong này cũng chẳng chuyên nghiệp gì cả có ai lại đi nâng giá như vậy không đúng là mất mặt chết đi được khóe miệng ninh tịch giật giật cô quay về phía tiểu đào số tám là người của bên mình à? Tiểu Đào ngẩn ra rồi lắc đầu như trống bỏi, kích động nói, sao có thể như thế được? Chị Chi Chi sao có thể thuê một tên ngu ngốc như vậy được chứ? Em vừa gọi điện rồi, nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên không liên lạc được với người của mình. Em cũng không biết rốt cuộc tên này là ai nữa. Chết tiệt. Chắc không phải là người của Ninh Tuyết Lạc cài vào gây rối đấy chứ? Chắc chắn là thế rồi thật là quá đáng mà. Tiểu đào suýt thì giận điên lên. Ninh tịch lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, cô lẳng lặng quay người nhìn về phía số 8 ở trong góc phòng, nhưng vì khoảng cách xa quá nên cô quả thật không nhìn rõ rốt cuộc kẻ đó là ai. Cuối cùng, ngay tới cả tôn tổng cũng không muốn xấu mặt nữa đành tức giận thở phì phò bỏ cuộc, những người khác ắt cũng không ra giá nữa. Cuối cùng, chiếc vòng ngọc của Ninh Tịch bị số 8 lấy 3 vạn lẻ một đồng mua lại giá gốc của chiếc vòng này là ba vạn bị mua lại nhiều hơn đúng một tệ tất cả mọi người đều nhìn ninh tịch với ánh mắt khinh thường tôi nói mà con gái nuôi cũng chỉ là con gái nuôi thôi tìm tay trong mà cũng không có mắt như vậy ai lại đi nâng giá như thế chứ thật đúng là buồn cười chết mà ha 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 còn không phải thế à ở quê lên thì làm gì có kiến thức thuê tay trong nhưng lại không muốn bỏ nhiều tiền thì đành phải như vậy thôi. Dễ hiểu mà, dễ hiểu quá mà ha ha ha. Ninh Tuyết Lạc hài lòng nhìn về phía thường lị, thấp giọng nói, người này là do chị sắp xếp à. Làm tốt lắm. Thượng lị này lúc nào cũng ra tay rất được. Cơ mà thường lị lúc này lại đang vô cùng mờ mịt, cô ta hoàn toàn không biết tên số 8 đó ở đâu chui ra, có đều thấy Ninh Tuyết Lạc nói vậy, cô ta cũng không phủ nhận, chỉ cười ha hả. Chương 1197, cuộc tranh giá kịch liệt. Diễn, em nói bên chị sẽ xếp người mà. Giá chiếc vòng đó của chị ấy bán đi cũng không phải là thấp, có lẽ cũng ngang ngửa giá gốc rồi. Ninh Tuyết Lạc tỏ ra ngây ngô nhìn Tô Diễn nói. Lúc này Tô Diễn khó tránh khỏi có chút vui mừng vì ban nãy không mạo muội ra giá, nếu không kẻ mất mặt không phải tôn tổng mà là gã rồi. Ninh Tịch vẫn chưa sành sỏi trong việc xử lý những chuyện như thế này. Tới khi kết thúc phần đấu giá vật phẩm do các ngôi sao khuyên tặng, tiểu đào vẫn chưa hết bất bình, chỉ còn thiếu nước lao tới chỗ tên số 8 xem xem hắn ta là ai thôi. Nhưng cuối cùng lại bị ninh tịch cản lại, nếu giờ tiểu đào chạy tới đó, chẳng phải chứng minh tên số 8 là người do bọn họ sắp đặt sao. Tiếp tới, là vòng thứ hai. Vòng này, bên tổ chức sẽ chuẩn bị 10 vật đấu giá chủ chốt, những vật này đều là những báu vật được nhà tài trợ gom góp về, tất cả số tiền đấu giá cao hơn giá gốc đều sẽ được dùng vào việc làm từ thiện. Có không ít người có mặt ở đây đều là vì vài món báu vật này mà tới, bầu không khí sôi nổi hẳn lên, cuộc đấu giá bừng bừng khí thế, giá mua vật phẩm cũng vô cùng khả quan. Ninh Tuyết Lạc đấu giá mua lại một chiếc bút máy bằng vàng, tỏ ý muốn dùng để tặng cha, được mọi người tán thưởng là đứa con hiếu thảo. Còn về Tô Diễn, mãi tới vật phẩm thứ 9 được mang ra mà vẫn chưa hề trả giá. Mọi người không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc, bắt đầu dồn dập hỏi. Sao thế? Hôm nay có bao nhiêu bảo bối như vậy, tôi thiếu lại không để ý tới cái nào sao? Có, đang đợi. Tôi diễn nhìn Ninh Tuyết Lạc, cười nói. Ninh Tuyết Lạc cũng thẹn thùng cười. Vừa dứt lời, trên sân khấu bổng vang lên tiếng của MC, giờ chúng tôi xin trưng bày vật đấu giá cuối cùng, cũng là báo vật then chốt trong buổi đấu giá ngày hôm nay đó chính là chiếc vương miệng được mệnh danh là Queen. Chiếc vương miệng này được gắn 12 viên bảo thạch lục bảo hình lê của Colombia, tổng cộng nặng tới 600 carat. Nó là món quá mà quốc vương cha của nước Y đặt dành tặng riêng cho Hoàng hậu Eugenie, đại diện cho tình yêu bất diện của ngài đối với Hoàng hậu. Chiếc vương miệng từng được một người nặc danh đấu giá mua lại với cái giá 3.000 vạn, lần này chúng tôi sẽ đại diện để đấu giá chiếc vương miệng này làm từ. Thiện vừa giới thiệu một cái, mọi người lúc này lập tức tỉnh ngộ, xem ra, thứ mà tô diễn vẫn luôn đợi chính là vật này rồi. Nghe nói sắp tới hôn sự của hai người rồi, thế nên chiếc vương miệng này rõ ràng là vật định tình mà tô diễn chuẩn bị để làm hài lòng mỹ nhân đây mà. Hai, Bà xã tôi cũng thích cái này lắm, bảo tôi hôm nay nhất định phải tranh cho bằng được, nhưng giờ xem ra không có nhiều hy vọng rồi. Một trong số đám con nhà giàu tỏ ra bất lực nhìn về phía tô diễn một vài thương nhân giàu có khác cũng tới vì chiếc vương miệng cười nói có thế nào thì cũng phải thử đã chứ món báu vật này có rất nhiều người để ý tới cũng có không ít người tới đây vì nó lúc này ai nấy đều nóng lòng muốn dành nó về tay còn tô diễn thì ngược lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh trông hoàn toàn không giống tình thế bắt buộc chút nào ninh tô hai nhà liên thủ làm ăn ngày càng phát đạt đặc biệt là tô gia việc kinh doanh đã mở rộng ra tận nước ngoài Tài lực hùng hậu đến kinh người, cũng khó trách sao lại tự tin đến thế. Tất nhiên, tại đây cũng không ít người có thực lực, cuộc đấu giá này phỏng chừng sẽ vô cùng kịch liệt đây. Ngữ khí người bán đấu giá trở nên kích động lạ thường, bắt đầu đấu giá. Xin mời các vị tranh giá. 2.000 vạn Tốt! Hiện tại triệu tổng số 31 ra giá 2.000 vạn. Còn ai không? 2.100 vạn Số 56 ra giá 2.100 vạn. 2.300 vạn. Công tổng ra giá 2.300 vạn. Mọi người đều biết, chiếc vương miệng này của chúng tôi rất quý giá, hiện tại giá cả vẫn còn một khoảng cách lớn. Còn ai tiếp tục không? Chương 1198, xin chỉ thị từ bà xã. Vì vật phẩm này vô cùng đắt giá, nên tất cả mọi người ra giá vẫn còn rất dè dặt, không chỉ thấp hơn giá quy định trên cơ bản đều chỉ tăng 100-200 vạn một. Càng về sau, phạm vi tăng giá càng nhỏ, đặc biệt sau khi giá vượt mức 3.000 vạn, mọi người trả giá càng thận trọng hơn. Vì khi tranh giá vượt quá mức giá quy định, điều đó có nghĩa là người mua cũng có thể sẽ bị thiệt. Tất nhiên, vì chiếc vương miệng này rất có tiếng tâm, nếu kể cả có quá một chút cũng không phải là quá thiệt thòi gì. Huống hồ trong trường hợp này, có thể thuận lợi đấu giá được hay không vẫn còn liên quan tới vấn đề thể diện nữa. Ai cũng không muốn tỏ ra mình yếu kém hay không đủ thực lực trước mặt người khác, nên mọi người vẫn tiếp tục ra giá. 3.800 vạn Một thương nhân giàu có ồn ồn giọng kêu lên. Nghe thấy tôn tổng lại ra giá, mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, một lúc sau mới có người mở miệng nói, 4.000 vạn. Vừa qua 4.000 vạn, sắc mặt của mọi người rõ ràng đã bắt đầu do dự, bởi vì đã vượt giá gốc quá nhiều, lúc này kể cả có đấu giá được cũng chẳng lợi lộc gì, vậy nên người cạnh tranh chỉ còn lại mấy người có thực lực hùng hậu và cực kỳ có hứng thú với món đồ này thôi. Tô Diễn chính là một trong những người đó, 4.500 vạn. Trong hình trạng giá cao thế này rồi còn nhảy lên tận tới 4.500 vạn, điều này khiến cả hội trường xôn xao cả lên. Giọng người bán đấu giá kích động phát trung, số 60 anh tô ra giá 4.500 vạn. Còn ai khác muốn tiếp tục không? Chiếc vương miệng này của chúng tôi tuy có giá quy định là 3.000 vạn, nhưng lại là món đồ hiếm thấy trên đời. Người bán đấu giá vì muốn bán được giá cao hơn nên bắt đầu giới thiệu đủ kiểu về danh tiếng và giá trị của chiếc vương miệng. Sau 4.500 vạn, giờ người tiếp tục chỉ còn lại 4 người, ngoài Tô Diễn, Tôn Tổng, Triệu Hải sinh ra còn một người có thân phận hơi đặc biệt, đó chính là em trai cùng cha khác mẹ của Tô Diễn, Tô Tuân lý do mà tô tuân muốn tranh mua khỏi cần nói chỉ đơn giản là muốn đè đầu tô diễn hội nhà giàu ai cũng biết năm ấy khi tô diễn còn nhỏ bị mắc bệnh phổi thân thể không tốt tô gia sợ gã ta không sống nổi tới tuổi thành niên nên mới đón đứa con riêng tô tuân này về đại ý là muốn bồi dưỡng làm dự phòng thay cho tô diễn một khi tô diễn chết thì tô tuân sẽ lên thế chỗ nhưng tiếc là sau khi tô diễn dưỡng bệnh ở quê vài năm không những không bệnh chết mà còn từ từ khỏe mạnh lên cuối cùng lại được tô gia đón về còn tô tuân vốn được bồi dưỡng để làm người thừa kế lúc này lại trở thành một tồn tại khó xử tới giờ hai anh em nhà này vẫn đang đấu nhau tới đầu rơi máu chảy tô diễn vừa là con trưởng lại là đứa con hợp pháp danh chính ngôn thuận còn tô tuân tuy thân phận có chút ngại ngùng nhưng vì đã sớm tích được mối quan hệ trong giới nên vẫn còn chút sức lực cạnh tranh 4.600 vạn. Tô tuân theo sát mức giá của tô diễn. Tô diễn, 4.700 vạn. Tô tuân, 4.800 vạn. Tô diễn, 5.000 vạn. Tô tuân, 5.500 vạn. Tô tuân vừa đưa ra cái giá, trong hội trường không ít người đều tặc lưỡi nhìn cậu ta, nhị thiếu nhà tô gia cũng chịu chơi thật đấy. Cậu tô tuân ra 5.500 vạn rồi. Còn ai không? Anh Triệu, anh có muốn theo tiếp không? Người bán đấu giá nhìn về phía Triệu Hảo Sinh. Triệu Hải Sinh gãi đầu, khụ khụ, đợi chút, đợi chút, tôi phải gọi điện xin chỉ thị của bà xã đã. Cả hội trường cười ầm cả lên. Chương 1199, vung tiền như rác. Ha ha ha. Thế để tôi đợi anh vậy. Người bán đấu giá cười nói. Triệu Hải Sinh nhanh chóng đi gọi điện thoại rồi trở lại, cười nói, bà xã bảo đắt quá không đấu giá nữa, mọi người tiếp tục đi ha. Triệu phu nhân quả là vợ hiền. Người bán đấu giá giải vây, sau đó lại nhìn về phía tôn tổng, thế còn tôn tổng thì sao? Còn muốn tiếp tục không? 5.600 vạn. Tôn triển bằng liếc ninh tịch một cái, có vẻ như vì muốn khoe khoang trước mặt mỹ nhân mà khí phách trả giá. 5.600 vạn. Tôn tổng ra giá 5.600 vạn. Hai anh họ Tô còn muốn tiếp tục không? Người bán đấu giá nhìn về phía hai anh em Tô Diễn và Tô Tuân. Sắc mặt Tô Tuân lúc này đã trở nên khó coi vô cùng, khả năng của cậu ta đã tới cực hạn, nếu tiếp tục ra giá chỉ vì muốn hơn thua một hồi vậy thì cậu ta thiệt lớn rồi. Còn những người ủng hộ cậu ta chắc chắn sẽ có ý kiến với hành động mất lý trí này của mình. Cuối cùng, Tô Tuân đành sầm mặt cắn răng nói, tôi bỏ cuộc cả hội trường bắt đầu cười ầm lên, Ninh Tuyết Lạc cũng tỏ ý mỉa mai, hừ, chỉ là một đứa con riêng thôi, còn đòi hơn thua với tô diễn, đúng là nực cười. Vì buổi đấu giá quá gay cấn nên tiểu đào cũng quên luôn cả cơn giận vừa rồi, cô kéo ống tay áo ninh tịch cuốn cùng hỏi, chị tịch, chị nói xem rốt cuộc ai sẽ mua được chiếc vương miệng ấy. Ninh tịch chán chường ngáp một cái, ai mà biết, dù sao cũng không liên quan tới chúng ta. Đêm hội từ thiện gì chứ? trong đám nhà giàu này làm bộ làm tịch cả nửa ngày cũng đủ quá rồi. Còn không bằng cô trực tiếp quyên tiền tới tận tay người cần, nhưng cái nghề này là vậy đấy, luôn cần phải làm trò cho người ta xem. Từ thiện thì xưa nay cô làm không có ít, tất nhiên, cô làm những chuyện này xuất phát từ tâm, không cần phải khoe khoang làm gì nên cũng chẳng cần ai phải biết cả. 6.000 vạn là con số cuối cùng, xem ra cuộc chiến này sắp kết thúc rồi, Ninh Tịch thu dọn túi, chuẩn bị về nhà ngủ. Tiểu đào vẫn đang kích động lầm bầm, tuy không muốn lắm nhưng em nghĩ cuối cùng chắc vẫn là tô diễn giành được thôi. Ban nãy ở ngoài ninh tuyết lạc cũng nói thẳng ra thế rồi còn gì, cô ta đến cũng chỉ vì cái vương miệng đó. Tô gia lại nhiều tiền như vậy. Quả nhiên, vừa dứt lời, tô diễn đã nhảy vọt một cái giá, 6.000 vạn. 6, 6.000 vạn. Người bán đấu giá trợn tròn mắt, anh tô ra giá 6.000 vạn. Còn ai tiếp không? Tôn Tổng, ngài có tiếp tục đấu giá không? Tôn Tổng Tôn Triển Bằng bị hỏi đến đỏ mặt tía tai, mãi không lên tiếng, hiển nhiên cái giá này cũng đã vượt quá sức của ông ta. Không phải ông ta không trả nổi số tiền này, nhưng mất 6.000 vạn để mua một món đồ chơi của đàn bà, là một thương nhân ông ta không thể làm ra loại chuyện thế này được. Người bán đấu giá cũng biết cái giá này cũng đã là vô cùng hiếm thấy rồi, thế nên liền nói, anh tô diễn 6.000 vạn lần thứ nhất. Lúc này, dưới khán đài đã bắt đầu có những tiếng cảm thán và chúc mừng tô diễn. Không hổ danh là tô gia, quả nhiên là tiền tài như nước. Ngay đến tôn triển bằng cũng phải cúp đuôi. Ninh tuyết lạc có phúc thật đấy, nếu có người tiêu nhiều tiền như vậy để mua một chiếc vương miệng cho tôi, chắc tôi nằm mơ cũng bật cười đến tỉnh mất. Chúc mừng tô thiếu. Vì mỹ nhân mà liều thật đấy ha ha. Liều cái gì, Chút tiền lẻ này đối với tô thiếu mà nói chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ bể thôi. Ha 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 nói cũng phải. triệu mừng của hai người nhớ nhất định phải mời chúng tôi đấy nhé. Tô diễn khiêm tốn đáp lại lời chúc mừng của từng người. Thực tế, trong lòng gã lúc này không có gì gọi là nhẹ nhõm cả. Tự gã cũng biết, con số 6.000 vạn đã là cực hạn đối với gã nếu tôn triển bằng tiếp tục thêm giá, e rằng chắc gã cũng bỏ cuộc chơi thôi. Nhưng... Khi nghe thấy lời tán tụng của mọi người, trong lòng gã vẫn dấy lên một cảm giác rất thỏa mãn. Ninh Tuyết Lạc ở bên thân thiết khoát lấy tay gã, trông rất hạnh phúc và ngọt ngào. Trên khán đài, người bán đấu giá bắt đầu xác định lần hai, sáu 000 vạn lần thứ hai, 6.000 lần thứ ba. Vừa dứt lời, người người bán đấu giá giơ chiếc búa đấu giá lên, chỉ cần chiếc búa này hạ xuống thì cuộc bán đấu giá coi như thành công cả hội trường đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc chiếc búa kia hạ xuống. Nhưng, khi tay hạ xuống được một nửa, thì một người trong góc trông không mấy nổi bật, không nhanh không chậm dơ tấm bảng ghi số 8 lên, 10.000 vạn. Chương 1200, phiên ngoại, hàng kiêu. Cho dù có phải chống lại cả thế giới. Sau khi rời khỏi châu Giang đế cảnh, hàng kiêu đi bộ về khu nghĩa địa lớn nhất đế đô đặt tại dưới chân núi Tiềm Long. Không biết có phải vì trông thấy những thiết kế trước đây của mình ở chỗ ninh tịch hay không mà tâm tư của anh lúc này không khỏi lơ đỉnh bay về phần quá khứ rất lâu về trước. Anh không nhớ mình đã không nghĩ về những chuyện trong quá khứ từ lúc nào nữa. Năm năm trước, trong một ngọn núi sâu thăm thẳm, khắp nơi toàn là cây cối khô khốc, tiếng gào thét của giả thú khi vang lên, sẽ nhanh chóng bị tiếng súng bao trùm. Phía trước một cái cây khô đang bị mấy người vây lại, nhìn kỹ thì thấy họ đang dương súng về phía cái cây đó. Bỗng có bóng một chàng trai xinh đẹp lóe lên, anh nhanh tay rút cái cây khô dưới lòng đất lên rồi biến mất. Phía sau, có ba người đàn ông cầm súng ống đuổi theo, trong đó có một người mặc một bộ vét đắt tiền, đeo một chiếc kính râm, hừ. Đúng là biến thái mà, chẳng giống tốc độ của con người chút nào. Cẩn thận một chút, mày cũng biết người đó có lai lịch thế nào rồi đấy. Ha, Lý Tùy Phong, cũng công mày là sát thủ đứng số một trên bản nguyên tội, ngay đến đám người thế giới ngầm cũng phải kính mày một trượng, thế mà đối diện với người này mày lại sợ đến thế à? Tên lùng nhìn người đàn ông châu Á rắn rỏi phía trước cười khẽ. Ha ha, Lý Tùy Phong, tên đó kể cả có giỏi hơn nữa chẳng lẽ lại thắng nổi súng sao? Người còn lại cười nói. Lúc này, Lý Tùy Phong, người được xưng là sát thủ số một khẽ nhíu mày, Venus, Jackie, sự tồn tại của hắn ngay đến cả gia tộc Rothschild, vua thế giới ngầm ở châu Âu cũng phải kiên kỵ đấy. Thấy Lý Tùy Phong nhắc tới gia tộc Rothschild, sắc mặt của Venus và tên còn lại đều khẽ biến. Chẳng trách mày lại cẩn thận như vậy, hóa ra là nhiều vụ do gia tộc Rothschild giao. Chỉ sợ, trên thế giới này, người có thể thỉnh cầu mày chắc cũng chỉ có lão già của gia tộc Rothschild kia thôi. Tên lùng Venus khẽ nói. Đúng là tao có chút kiên dè, nếu không, cũng sẽ không nhờ hai đứa chúng mày giúp một tay, tên đó. Lý Tùy Phong nhíu chặt mày, sau đó có hơi giật mình, ra dấu im lặng, ba người lập tức không người, nhẹ nhàng tiến sâu vào trong rừng. Chỉ chốc lát sau, Lý Tùy Phong dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra xa, gã lạnh lùng nói, kêu ra, ra đi, anh cũng biết, lần này để đối phó với anh, thậm chí tôi còn phải tìm cả Venus và Jackie tới. Ánh mắt của Venus và Jackie đều tràn ngập sự tò mò, có thể khiến Lý Tùy Phong, sát thủ số một phải thận trọng thế này, bọn họ muốn nhìn xem xem rốt cuộc cái vị gọi kiêu gia kia có gì khác biệt. Gào! Một tiếng rống lớn đột nhiên truyền tới. Ba tên Lý Tùy Phong kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy một con hổ trắng to lớn đứng cạnh một người đàn ông xinh đẹp tóc dài tới tận hông. Mẹ kiếp, có thể thuần phục được cả hổ à? Venus trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc ánh mắt hung hãn của con hổ kia trong ác kinh người, răng nanh sắc nhọn, bộ lông sáng loáng, vừa nhìn đã biết là loại hổ trắng hoang dại thuần chủng, tuyệt đối không phải là loại được nuôi trong nhà từ nhỏ. Người đàn ông có tướng mạo xinh đẹp này rốt cuộc có lai lịch gì, mà lại có thể đứng cạnh con hổ đó. Kiêu gia, anh chạy không thoát đâu. Lý Tùy Phong hít sâu một hơi. Ha ha ha, mày chính là hàng kiêu. Nghe nói, mày tự xưng là vô địch thiên hạ. Dắt Kỳ nhìn Hàng Kiêu, trông như một cô gái, gã khinh khỉnh cười. Hàng Kiêu ra điều suy ngẫm, rồi lắc đầu nói, vô địch thiên hạ. Chuyện này cũng chưa chắc, có lúc đứng thứ nhất, có lúc đứng thứ hai. Ờ. Venus tiến tới nửa bước, thưởng thức khẩu súng ống trong tay, mày có lợi hại đến mấy thì cũng có hơn súng được không? Súng. Hàng Kiêu ngẩn ra, tức tốc ôm lấy hai tay tỏ ra run rẩy sợ hãi, xin hãy tha mạng. Thấy hàng kiêu nói vậy, Venus và Jackie đều cảm thấy rất kỳ lạ, nhân vật có thể khiến gia tộc Rothschild kiên kỵ sao lại có thể nhắc cái như vậy. Kiêu gia, anh cũng biết, tôi là sát thủ, gia tộc Rothschild có ơn với tôi, nhiệm vụ lần này tôi phải giết anh. Lý Tùy Phong thở dài một tiếng. Nhóc con, cái món vỏ mèo quào của cậu là do ai vậy? Hửng. Giờ cậu không tìm được đối thủ nên tìm đến chỗ kiêu gia tôi mua vui sao? Hàng Kiêu nhìn chầm chầm Lý Tùy Phong, nở nụ cười vô hại. Kiêu gia, tôi cũng hết cách rồi. Lý Tùy Phong siết chặt nắm tay, nếu lần này tôi chết trong tay Kiêu gia, chỉ hy vọng Kiêu gia có thể tha cho hai người bạn này của tôi. Lý Tùy Phong nghiêm mặt nói. Kể cả có liên thủ với hai tên sát thủ hàng đầu này gã cũng hoàn toàn không nắm chắc được việc có thể giết được hàng kiêu. Lý Tùy Phong, là nó dạy mày sao? Vì nó sợ rung lên, Lý Tùy Phong giờ là sát thủ đứng đầu bảng, thực lực thế nào trong lòng gã rất rõ, còn tên hàng kiêu này, không ngờ lại là sư phụ của Lý Tùy Phong. Lý Tùy Phong chỉ nhìn hàng kiêu, không đáp lại câu hỏi của Venus. Hai. Lão già nhà Rostin, tôi không lấy con gái ông ta, ông ta liền tìm người tới giết tôi. Trên đời này, có người con gái nào có thể xứng với hàng kiêu tôi chứ? Ha, các người, có từng thấy người phụ nữ nào như vậy chưa? trong mắt hàng kiêu lóe lên một tia điên cuồng bệnh hoạn. Hàng kiêu, vừa xong chẳng phải mày mới xin tha mạng đấy sao, giờ không sợ chết nữa rồi à? Giác kỳ lạnh lùng nói. Má gạt mấy người cho vui thôi, hàng kiêu nhún vai, bên hông anh có dắt một thanh đường đao cổ, anh đưa chân bước nhanh về phía ba người Lý Tùy Phong. Kiêu gia. Đừng nói là anh, kể là tộc của anh cũng chưa chắc dám đối địch với gia tộc Rothschild. Nếu như anh lấy con gái ông ta, sau này ngôi vị thế giới ngầm sẽ đều là của kiêu gia anh cả. Chẳng lẽ kiêu gia thật sự là người đoạn tình tuyệt dục sao? Lý Tùy Phong hít sâu một hơi, hàng kiêu say mê võ thuật, vì tu luyện võ thuật mà đoạn tình tuyệt dục là điều không phải là không có khả năng. Thấy hàng kiêu không đáp trả, trong mắt Lý Tùy Phong hiện lên một tia lẻo thấu xương, chỉ cần giết chết hàng kiêu, gia tộc Rothschild sẽ thực hiện lời hứa có lợi cho gã. Được, Ai cũng nói kiêu gia có thể trắng được đạn, nhưng Lý Tùy Phong tôi sống cả đời này cũng chưa từng thấy ai có khả năng như vậy. Mà sau khi trở thành sát thủ đứng đầu, kiến thức được nâng cao không ít, tôi biết rõ hàng kiêu anh không phải là kẻ mà tôi không thể thắng được. Lý Tùy Phong vừa dứt lời liền chỉ súng về phía hàng kiêu, một tiếng đoàn vang lên. Cùng lúc đó, hàng kiêu biết mất, một khoảng lá khô khẽ bay trong không trung. Vì thế, Venus và Jackie đứng đần ra đó, tên hàng kiêu kia, tránh được đạn của Lý Tùy Phong rồi. Còn về cá nhân Lý Tùy Phong, sắc mặt cũng kinh hãi theo. Cẩn thận. Venus bỗng gào lên với Lý Tùy Phong. Ê nhóc con, tốc độ của cậu càng ngày càng chậm rồi đấy, có những chuyện không thể dựa vào súng để giải quyết đâu, cậu nói xem. Hàng kiêu khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười tà mị. Tay phải của anh ta giơ lên nhẹ nhàng giữ chặt lấy cuốn họng Lý Tùy Phong. Ai cũng nói kiêu gia không chắn được đạn, nhưng không ngờ kiêu gia lại tránh được nó. Lý Tùy Phong trông có vẻ khá là tuyệt vọng, lãnh ý trong mắt biến bất dần thay vào đó là vẻ sợ hãi, kiêu gia, anh đã từng chỉ dạy tôi, anh thật sự muốn giết tôi sao? Lúc này, Lý Tùy Phong đã có chút hối hận rồi, gã biết rõ hàng kiêu là con người như thế nào. Nhưng, gã lại bị lời hứa vụ lợi của rostin làm mụ não yên tâm, cậu là do tôi dạy, tôi sẽ không giết cậu đâu. Hàng kiêu trầm ngâm trong phút chốc rồi mới nói. Kiêu gia, cảm ơn, tôi. Chỉ có điều, Lý Kiêu Phong còn chưa nói hết đã nghe thấy một tiếng rắc giòn tan vang lên, cổ Lý Tùy Phong bị hàng kiêu bẻ gãy ngay tức khắc. Thì lại lừa cậu đấy, chẳng chịu để ý gì cả. Hàng kiêu buông lỏng tay phải ra, cả người Lý Tùy Phong ngã vật xuống đất như một cọng bún. Thấy Lý Tùy Phong bị hàng kiêu dễ dàng giết chết, Venus cùng Jackie cùng hít một luồng khí lạnh. Giết. Hai người nhanh chóng khôi phục lại vẻ. Bình tĩnh, nhanh chóng tán ra hai hướng và đồng thời cùng bắn về phía hàng kiêu. Đoàn. Thanh đường đao của hàng kiêu trắng trước người, tiếng kim loại chạm vào nhau, trên thanh đao lóe lên tia lửa li ti. Mẹ nó. Đây là người hay là quái vật thế? Jackie đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, trên đời này, người có thể tránh được đạn không phải là không có, nhưng dùng đao chắn đạn thì có mấy ai? Hàng Kiêu, chơi đủ chưa? Xa xa, bỗng có một nam một nữ tiến đến, người đàn ông vừa mở miệng nói mặc một bộ đồ đen, sắc mặt lạnh lùng. Còn người phụ nữ có tướng mạo thanh tú thì mặc một chiếc váy dài, đôi đồng tử linh hoạt của cô nhìn chầm chầm vào Hàng Kiêu. Ha ha, chơi tí thôi mà. Hàng Kiêu khẽ cười một tiếng sát thủ đầu bảng, sát thủ đứng đầu châu Á, sát thủ đứng đầu châu Mỹ. Hàng kiêu, cậu đắc tội với ai vậy? Người đàn ông mặc đồ đen tò mò hỏi. Lão già Rostin, tôi không muốn lấy con gái ông ta, ông ta liền thuê người tới giết tôi. Hàng kiêu nhún vai. Thú vị thật. Người đàn ông tỏ ra kinh thường, trên đời này, không có ai có thể xứng với cậu hết. Vừa dứt lời, Người phụ nữ xinh đẹp kia liền tóm lấy tay hắn ta, Tần Vấn Thiên, nếu anh còn tiếp tục giật dây hàng kiêu, em sẽ đánh nát cái miệng của anh đấy. Tần U ca, anh nói thật mà, phụ nữ trên đời này đều không xứng. Tần Vân Thiên nghiêm mặt nói. Vậy em cũng không xứng à? Tần U ca lạnh lùng nói. Ơ! Em! Em không phải phụ nữ của thế giới này. Tần Vấn Thiên bất đắc dĩ nói. Các người nói đủ chưa? Venus quát lên rồi bắn về phía Tần Vấn Thiên. Đoàn. Tần Vấn Thiên lập tức rút thanh kiếm của mình ra, vung với tốc độ không phải là người. Gãy rồi. Sau khi Tần Vấn Thiên ngăn được viên đạn, hắn ta nhìn thanh kiếm bị gãy của mình, ánh mắt giấy vẻ ác độc. Muốn chết. Lúc này, Tần Vấn Thiên bay vọt tới phía trước Venus, không đợi Venus kịp phản ứng lại, đoạn kiếm gãy đã cắt ngang cổ hỏng Venus. Quái vật. Hai tên quái vật. kỳ nổi hết cả da gà. Gã chính là sát thủ hàng đầu của châu Mỹ. Gã tung hoành thắp cái châu Mỹ đến mức có ai nghe tên gã mà không khiếp hồn tán đảm. Ấy thế mà hôm nay lại đụng phải hai con quái vật. Muốn chạy à? Mắt thấy kỳ quay đầu bỏ chạy vào trong khu rừng. Tần vấn thiên ném thanh kiếm gãy trong tay tới. Tiếng kim loại xé gió vang lên vù vù rồi nhoáng một cái xuyên thẳng qua đầu của Jackie. Giải quyết hai người kia xong. Tần Vấn Thiên đi tới trước mặt hàng kiêu, thế lực ngầm của Rothschild trải dài toàn bộ châu Âu, nghe nói còn có cả châu Á và châu Mỹ cũng có thế lực của ông ta nữa, thậm chí ông ta còn là người đứng sau của mấy cuộc chiến tranh giữa các quốc gia. Lợi hại vậy sao? Vậy để tôi cưới con gái của ông ta đi. Hàng kiêu chống cầm nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Thứ đàn bà trần tục không xứng với cậu. Tần Vấn Thiên không đổi sắc nói đàn bà trần tục không xứng với tôi, chẳng lẽ cậu xứng với tôi hả, cậu thầm mến tôi đúng không? Hàng kiêu sâu xa nhìn Tần Vấn Thiên. đến ngay. Tần Vấn Thiên đánh một chưởng về phía hàng kiêu nhưng hàng kiêu lại chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng người một cái đã tránh được. Thân là hậu nhân mang dòng máu của Tần Hoàng đừng nên nóng nảy như thế chứ, như vậy không tốt. Hàng kiêu cười một tiếng sau đó kéo tay Uka đi về phía xa. Này, Em cũng là hậu nhân mang dòng máu của Tần Hoàng đó. Uka nhìn chầm chầm Hàng Kiêu, sắc mặt rất bất mãn. Ha ha ha, Tần Hoàng hung ác, thế nên con cháu của Tần Hoàng ai cũng đều có máu điên cả, anh nói không sai đi. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã đi tới một đỉnh núi, Hàng Kiêu đưa tay kéo Uka vào trong ngực. Dù sao cũng không cho phép anh nói thế, sau này không được nói con cháu của Tần Hoàng hung ác nữa. Uka tức giận bóp bóp khuôn mặt của Hàng Kiêu. Ừ biết rồi, biết rồi. Hàng kiêu bất đắc dĩ nhìn con sư tử Hà Đông bên cạnh. Lúc này Uka mới thấy hài lòng, cô vui vẻ đi lòng vòng xung quanh hàng kiêu, em mặc bộ này có đẹp không? Không mặc gì đẹp hơn. Hàng kiêu nghĩ nghĩ một chút rồi con môi nói. Đừng độn, có rảnh thì đi ra ngoài mà nhìn ngắm thế giới đi, đây chính là nhãn hiệu cao cấp nhất của ý đó, cả thế giới chỉ có 10 bộ mà thôi. Uka biểu biểu môi, vô cùng bất mãn chuyện hàng kiêu không biết thưởng thức. Anh thấy cũng chỉ là loại hàng bình thường thôi, chờ sau này để anh thiết kế mấy bộ cho mà mặc. Hàng kiêu huyên hoang nói. Hừ hừ, đây là chính miệng anh nói đấy nhé, em đây mỏi mắt mong chờ. Uka ngồi xuống tựa vào lồng ngực hàng kiêu, giữa hai chân mày thoáng qua vẻ buồn rầu, anh không cưới con gái của Rostin thì liệu có phiền toái gì không? Phiền toái? Hàng kiêu chợt cười to, trên đời này anh muốn ai chết thì kẻ đó phải chết ai có thể làm đối thủ của anh chứ còn lão già kia để sau này tìm lão tính sổ sau hừ lại chém gió cái danh hiệu vô địch thế gian ý à chờ bao giờ anh đánh bại được tần vấn thiên thì hãy chém gió tiếp nhé u ca nhịn không được phải đã kích một câu đừng có nhắc tới thằng nhóc tần vấn thiên kia nữa cậu ta đoạn tuyệt thất tình lục dục thì cũng thôi đi thế mà còn dám suối anh cũng đoạn tình theo anh là người đã có vợ. Đầu ngón tay của hàng kiêu quấn lấy một lọn tóc của Uka rồi hừ hừ nói. Đó là do anh ấy sợ anh không tập trung vào võ đạo. Người có thể thành đối thủ của anh ấy chỉ có mình anh mà thôi, nếu không có anh thì anh ấy sống cũng chẳng có gì thú vị. Uka không nhịn được mà bật cười. Em cẩn thận chút đi, tên biến thái kia mà thích anh thì em lại có thêm một tình địch đấy. Hàng kiêu nghiêm túc nói còn chưa kịp nói gì tiếp thì phía sau chợt vang lên tiếng bước chân hai người quay đầu lại thì nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ lão già ông tới đây làm gì hàng kêu lấy làm kỳ quái chú hàng âm uka nhanh chóng đứng dậy trên mặt còn có mấy phần sợ hãi ông lão này là sư phụ vỡ lòng của hàng Kiêu, cô cũng coi như là có quen biết hàng âm không nói gì mà đi thẳng tới cạnh uka trong mắt ông ta lóe lên một tia sáng sắc lạnh rồi nhanh như chớp nâng tay hung hăng bổ một chưởng vảo người cô. Rắc. Tiếng xương bị vỡ vang lên giòn giả, Uka còn không kịp dãy dụa đã mềm nhũn ngã xuống đất. Ông lão này ra tay quá bất ngờ, từ đầu tới đuôi hàng kiêu đều không kịp phản ứng lại dù chỉ một chút, anh ta cứ thế trơ mắt nhìn cô ngã xuống trước mặt mình. Hàng kiêu, thằng láo sượt này, con gái của Rostin mày không muốn là do bị con bé này mê hoặc tâm trí lão già không thèm nhìn đến cô gái mà xoay người nhìn thẳng hàng kiêu. U ca. Hàng kiêu nhìn chầm chầm vào cô gái ngã sóng xoài dưới đất, ánh mắt đăm đăm, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hừ, hàng kiêu, mày phải nhớ cho rõ, mày phải cưới con gái của Chin. Hàng âm lạnh lùng, hừ, một tiếng. U ca. Hàng kiêu tiến đến gần cô gái rồi ngồi sổng xuống, hai cánh tay run lẩy bẩy đem cô gái kia ôm vào ngực, ôm thật chặt. Kiêu, em, lạnh. Cả tai, mắt, miệng lẫn mũi của cô gái đều đang trào ra máu tươi. Đừng trách, chú âm. Chú ấy, là vì, tốt, cho anh. Cô gái muốn dùng sức ôm chặt lấy hàng kiêu, nhưng cánh tay dơ lên được một nửa lại vô lực rơi xuống. Uka, để anh chữa cho em, em đừng sợ. Hàng kiêu nhanh chóng ôm lấy cô gái nọ rồi chạy thật nhanh xuống núi. Anh, lại lừa em. Vô, khoác lát, anh chỉ biết giết, giết người, sao biết cách, cứu người. Hàng kiêu dán sát mặt của mình lên mặt của cô gái, anh học, cái gì anh cũng học, đừng chết, em đừng chết. Anh, đã từng nói, mang em đi, đỉnh núi. Cung Luân, ngắm, ngắm tuyết, nhưng em, không thể, không thể đi cùng, cùng anh. Anh hãy, tìm một, đất nước an toàn, tìm một, người con gái, anh yêu hơn em, cùng anh, đi hết, nửa cuộc đời, còn lại. Em rất muốn, gả cho anh, sống với anh, thật muốn, thật là muốn. Cô gái nói xong máu tươi lập tức ồ ạt trào ra từ trong miệng, chiếc váy trắng mặt trên người cũng bị nhuộm thành màu đỏ, thân thể mềm mại trong lòng hàng kiêu cũng từ từ trở nên lạnh ngắt. U ca. Móng tay của hàng kiêu cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy thành từng dòng men theo những ké ngón tay rơi xuống mặt đất. Nhẹ nhàng đặt thi thể của cô gái sang một bên, hàng kiêu xoay người nhìn về phía hàng âm. Anh nhẹ nhàng rút thanh đường đao bên hông ra. Hàng kiêu, mày muốn làm cái gì? Hàng âm thấy vậy thì sửng sốt, thằng nhóc này luôn luôn rất cung kính với lão, thế mà hôm nay chỉ vì một con đàn bà mà nó dám chỉa đao về phía mình sao? Tôi muốn, khi sư diệt tổ. Hàng kiêu nắm chặt đường đao rồi đâm thẳng về phía hàng âm. Hàng kiêu, mày muốn phản bội cả dòng tộc sao? Thấy hàng kiêu thật sự động sát tâm, hàng âm có chút đuối sức. Chỉ vì con hồ ly tinh con cháu của Tần Hoàng mà mày đánh mất lý trí rồi sao? Hàng âm gầm lên một tiếng, lão ta đưa chân đá thi thể của cô gái kia xuống vực sâu vạn trượng. Tao muốn mạng chó của mày. Hàng kiêu hoàn toàn phát điên, một bước bay vọt về phía hàng âm, đường đao trong tay nhoáng lên một đường chém ngang sắc lẻm. Phốt! Hàng kiêu, mày dám! Một đao của hàng kiêu dũng mãnh xông tới, hàng âm chật vật né tránh. Đao thứ hai được chém ra rồi nhanh chóng được hàng kiêu thu lại trong vỏ. Anh không thèm liếc nữa con mắt sang nhìn hàng âm mà lập tức chạy nhanh xuống núi. Phốt. Sau khi hàng kiêu rời đi, chỗ cổ của hàng âm đột nhiên phun ra dòng máu xối xả. Lão ta đã bị hàng kiêu dùng một đao phong hầu. Ba ngày sau, trong một rừng cây khô héo. Đôi mắt hàng kiêu lóe lên hung quang nhìn chầm chầm vào tầng vấn thiên đang bước từng bước tới gần. Hàng kiêu, cậu đã giết hàng âm, phải cùng tôi trở về nhận tội. Tần vấn thiên nghiêm mặt nói. Tôi chỉ nói một lần. Cút. Trong đáy mắt mắt hàng kiêu lúc này tràn ngập sự điên cuồng, thân thể anh nhẹ nhẹ rung lên tựa như đang cố kìm lại cơn điên trong người. Hàng kiêu, cậu đã làm sai. Tần vấn thiên thấy bộ dạng hàng kiêu như thế thì có chút không đành lòng. Uka, ca, chết rồi. Hàng kiêu nói. Tôi biết, nhưng tôi đã nói ngay từ đầu, Cậu phải đoạn tuyệt thất tình lục dục. Cái chết của Uka là mệnh lệnh của dòng tộc. Dường như bọn họ có chút trao đổi với Rostin, nhưng chuyện cậu giết hàng âm chính là phản bội lại dòng tộc. Vẻ không đành lòng của Tần Vấn Thiên nhanh chóng tản đi khôi phục lại sự bình tĩnh như cũ. Dòng tộc. Hừ, cái đàn tầm thường kia mà cũng dám động vào người của hàng kiêu tôi sao? Hàng kiêu cười âm hiểm. Cậu muốn đánh, hôm nay, cậu và tôi chỉ có một người được sống. Hàng Kiêu đứng dậy. Tâm tính cậu đã loạn, đã không phải là đối thủ của tôi. Hôm nay, tôi không giết cậu, nhưng từ nay về sau Tần Vấn Thiên tôi cùng Hàng Kiêu cậu tình nghĩa cắt đứt. Ngày sau gặp lại không bàn tình cảm chỉ phân cao thấp. Tần Vấn Thiên nói xong liền hung hăng ném thanh đoạn đao trong tay ra, thân đao chấm sâu vào lòng đất. Thanh đao tâm thiên dục này là năm đó cậu đưa cho tôi, hôm nay, tôi cũng trả lại cho cậu. Hàng Kiêu cũng lấy thanh đường đao cổ xưa bên hông xuống rồi ném về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đưa tay bắt lấy thanh đường đao nhưng khóe miệng lại hơi giật giật, tựa như muốn nói cái gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, chỉ quay đầu rời đi. Uka, em đang ở đâu, anh không tìm được em, không tìm được em. Chờ Tần Vấn Thiên rời khỏi, Hàng Kiêu lại phát điên đi khắp nơi để tìm thi thể của cô gái kia, nhưng vẫn không tìm được. Bạn đang nghe truyện từ Happy Audio và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.